Chương 21 21 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 21 21 khi đó, trong vườn trường đại học lưu hành nổi lên một cổ thu du phong. Lớp lý ban ủy nhóm vì đề cao lớp lực ngưng tụ, tự nhiên không thể buông tha này đại cơ hội tốt. Toàn ban nhân một nửa bị bắt, một nửa hưng phấn mà đi ra du. Ban ủy tuyển định là một cái phong cảnh tốt lắm du lịch cảnh điểm là gọi cái gì Thảo Nguyên tới. Lãnh thủy tâm có chút phai nhạt. Nàng chỉ nhớ rõ cái kia Thảo Nguyên thật sự đẹp quá, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ còn lại có sáng sủa bầu trời lam cùng Thảo Nguyên thư mắt lục. Thiên cùng địa phân như thế rõ ràng, thoáng như một bức xa xôi họa. Mọi người hưng phấn mà chung quanh du ngoạn, tiếp, đó là hết thảy lớp nhân đều đến tập hợp. Mọi người liếu ríu thương lượng nên ngoạn chút cái gì hảo. Ở nghe được có người đề nghị lời thật lòng cùng đại mạo hiểm sau, Lam Trúc, lãnh thủy tâm hai người đều là cả kinh. Lãnh thủy tâm lại theo bản năng cười vọng đi qua. Nhưng này khi Lam Trúc tự hồ ở xuất thần nghĩ cái gì, không có đáp lại ánh mắt của nàng. Hi hi hi, định không dưới đến sẽ ngoạn kích trống, truyền đầu đi. Hốt nếu như đến thanh âm. Vô pháp phán đoán phương vị, dường như là từ bốn phía các nơi như thủy triều bàn vọt tới, nhưng tất cả mọi người vô pháp bỏ qua nhất là lần này thanh âm nghe qua tựa hồ là điện tử âm khả tất cả mọi người không ở chung quanh nhìn đến gì điện tử thiết bị trong lúc nhất thời tất cả mọi người bốn phía nhìn quanh đứng lên mà lãnh thủy còn lại là bỗng nhiên phát hiện trên mặt tựa hồ nổi lên cái gì biến hóa những người khác cũng cảm giác được cái gì đều hướng dưới chân nhìn lại sao lại thế này thượng thế nào dính dính nằm tàu ta thế nào đi không đặng? Điều này sao cùng nhựa cao su giống nhau? Mọi người chỉ có thể trơ mắt xem vừa mới còn êm đẹp lục sắc mặt cỏ giờ phút này như là hòa tan giống nhau biến thành một bãi lục thủy. Này quá trình cực kỳ giống ngọn nến hòa tan. Càng đáng sợ là, này đó hòa tan lục thủy tự hồ so với 502 còn mạnh hơn, dám bới mọi người chân không nhường đi. Từng có cho khủng hoảng cùng ngoạn tâm đại nhân dứt khoát đem chân theo hài trung thoát ra, cầm quần áo điếm ở lục thủy mặt trên thử đi lại. Đáng tiếc lục thủy phạm vi rất lớn, rất nhanh bọn họ liền lại bị vây khốn. Mọi người không dám vội vàng đụng chạm những lục thủy đó, chỉ có thể ngốc đứng lại tại chỗ. Ngươi xem ta ta nhìn xem ngươi, ai cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Qua thật lâu, mọi người mới rột cuộc tỉnh táo lại. Mà lúc này, lục thủy cư nhiên bắt đầu di động đứng lên, đem tất cả mọi người kéo làm thành một vòng tròn lần này vòng còn đỉnh viên đã triệt để bình tĩnh lãnh thủy tâm xem chung quanh xếp bố ra này kết luận quả thực liền giống như lam trúc có bắt buộc chứng nghĩ nàng lại muốn muốn đi tìm lam trúc lại kinh ngạc phát hiện lúc này lam trúc cư nhiên bị di động đến nàng bên cạnh hai người vừa đúng đồng thời quay đầu đối diện sau đó đồng thời xoay đầu giảm bớt xấu hổ lam trúc ngươi thấy thế nào lãnh thủy tâm dời đi lời này đề hoảng hốt cảm thấy tự bản thân câu hỏi pha có vài phần địch nhân kiệt hương vị. Ta à, không biết, nhưng là, Lam Trúc đột nhiên gia tăng âm lượng, nhắc nhở mọi người, trung gian giống như có chút kỳ quái. Quả thật, toàn ban mấy chục nhân làm thành vòng là rất lớn, trung gian có nhất đại khối không xanh hóa. Mà tại đây cái vòng ngay chính giữa lục thủy tầng ngoài lúc này cư nhiên xuất hiện ba chỗ toàn qua. Quỷ dị, kịch liệt mà làm cho người ta sợ hãi lãnh thủy tâm cơ hồ muốn dùng vì nơi đó lập tức hội nổ tung sau đó giống trong phim truyền hình diễn như vậy tuôn ra cái gì quái vật dù sao hôm nay chuyện đã đủ quỷ dị lại phát sinh điểm khác cái gì nàng cũng một điểm đều không ngoài ý muốn khả nàng vẫn là chấn động bởi vì cuối cùng toàn qua quả thật nổ tung xuất ra cũng không quái vật mà là ba người mà lần này ba người nàng đều nhận thức đều là bọn hắn trường học học sinh chỉ có phải hay không bọn họ ban các ngươi thế nào lại ở chỗ này? Nam lớp trưởng đầu tiên ổn định kết thúc mặt, chủ động hỏi nổi lên ba người kia. Ba người trung trong đó một người đang chuẩn bị trả lời. Khả lục thủy lại di động, chỉ chốc lát sau, bọn họ cũng bị bách gia nhập này vòng trung, vòng trở nên lớn hơn nữa. Vòng trung ương lục thủy mặt cũng trở nên càng bình tĩnh, bình tĩnh giống như là một khối màn hình, thậm chí phát ra phản quan. Đúng là đang lúc này, lục thủy trên mặt bắt đầu sáng lên một mảnh lục quang, tiếp liền xuất hiện một bức phiêu phù ở trên mặt nước video clip hình ảnh. Video clip trung chiếm cứ tuyệt đại bộ phân hình ảnh là một khối đại đại bản đen, phối hợp lục thủy bối cảnh có vẻ phá lệ thẩm nhân, ghê tởm. Bản đen mặt trên dùng màu trắng phấn viết viết xuống vài hành tự. Mà video clip trung duy nhất động gì đó liền một cái thoạt nhìn dáng điệu thơ ngây khả cúc tiểu hoáng hùng lần này chỉ tiểu hoán hùng mại béo đô đô chân đi đến bản đen bên cạnh, dùng không biết theo chỗ nào làm đến một căn giáo côn gõ sao bản đen. Lúc này mọi người mới ý thức đến lần này cư nhiên là cái video clip, cư nhiên còn có thể phát ra âm thanh. Lục thủy thế nào có thể phát ra loại này thanh âm đâu? Lần này đến cùng là cái gì quỷ? Tất cả mọi người bắt đầu khủng hoảng đứng lên. Không có người có tâm tư xem bản đen thượng nội dung chỉ có lãnh thủy tâm còn có thể vẫn duy trì bình tĩnh, gần từng tiếng nghe tiểu hoán hùng giải thích. Nàng chú ý tới bản đen đỉnh đầu là bốn đại đại chữ viết nhầm, kích trống truyền đầu. Mà tiểu hoán hùng thanh âm cũng là cái loại này kỳ lạ quỷ dị điện tử âm. Lần này hết thảy tự hồ đều cùng phía trước phát sinh đủ loại đối ứng đi lên. Tốt lắm. Ta đoán các ngươi đều là nhận thức, vậy còn lại tự giới thiệu thời gian, trực tiếp chú ý trò chơi bản thân đi. Tiểu Hoán Hùng nói như vậy, lãnh thủy tâm vẻ mặt nghi hoặc, không màn chung quanh rối loạn, trực tiếp hỏi lên: "Cái gì trò chơi? Lần này hết thảy đều là ngươi làm sao? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ai nha, bỗng chốc nhiều như vậy vấn đề, nhưng da đầu suy xét không đi tới. Tiểu Hoán Hùng ác ý bán manh đứng lên, phối hợp kỳ quái điện tử âm, cư nhiên có loại quỷ dị tương phản manh, nhưng mà hạ trong nháy mắt nó đầu đã bị nó rõ rõ ràng thu xuống dưới, bản đen thượng cũng thập phần phối hợp phun thượng nó máu tươi. Chật chật chật, suy xét không đi tới đầu ta sẽ không cần. Nói xong, tiểu hoáng hùng một cước đem đầu của nó đá văng ra. Mà lần này nhất đá cư nhiên đã đem đầu triệt để đá ra màn hình, rơi xuống lãnh thủy tâm bé bỏng bạn cùng phòng trên tay. Nàng đương thời sợ tới mức kinh thanh thét chói tai, tựa đầu sọ dứt bỏ. Mọi người rốt cục an tĩnh lại, đều đem lực chú ý phóng tới Tiểu Hoáng Hùng bên này. Tiểu Hoáng Hùng đầu, khanh khách cười, đồng thời còn không quên phối hợp trong màn hình thân hình tiếp tục giải thích. Các ngươi hiện tại bị tân thế giới hệ thống lựa chọn, tân thế giới hệ thống là một cái đem khủng bố tản đến toàn thế giới hệ thống. Hiện tại các ngươi phi thường bất hạnh, liền thân ở như vậy khủng bố bên trong. Bất quá tân thế giới hệ thống vẫn là cho các ngươi đường sống. Tự giới thiệu hạ, ta là quy tắc này bản đen thượng chính là ngươi nhóm sắp muốn đùa một cái trò chơi, nếu không ngoạn hoặc là không phối hợp, nhưng là sẽ trực tiếp tử a, điểm ấy không biết các ngươi có hay không chung nhận thức đâu. trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người kinh cụ bắt buộc chính mình lý giải trước mặt tình huống, lại lý giải không xong. lãnh thủy tâm cũng là như thế, nàng lo lắng nhìn về phía lam trúc bên kia, lại phát hiện lam trúc vẻ mặt hờ hững, nghiêm cẩn nhìn chầm chầm màn hình nàng cũng liền đi theo tiếp tục xem nổi lên bản đen thượng văn tự. Hảo, đã đều có chung nhận thức. Chúng ta sẽ tâm sự này trò chơi. Này trò chơi tên gọi kích trống truyền đầu. Danh như ý nghĩa chính là kích trống truyền hoa ngoạn pháp, chẳng qua lần này chúng ta truyền không phải hoa, mà là của ta đầu. Rất đau lòng đâu, cư nhiên còn đem đầu ta, trọng yếu như vậy trò chơi đạo cụ loạn ném. Lại có lần sau, ta sẽ trực tiếp cắn chết ngươi a lần này khỏa đầu nói thập phần ủy khuất, nhìn về phía bé bỏng bạn cùng phòng ánh mắt quả thật như vậy hung ác khủng bố. Hãy bớt sàm ngôn đi, nói thẳng ngươi muốn làm gì đi. Luôn luôn trầm mặt Lam Trúc tự hồ là chịu không được tiểu hoán hùng làng điệu, đột nhiên phát ra tiếng. Lãnh thủy tâm nguyên tưởng rằng kia chỉ tiểu hoán hùng sẽ trực tiếp giận đi qua, không nghĩ tới kia khỏa đầu lại nghe nói tiếp tục giải thích, hơn nữa không có vô nghĩa. Đáng tiếc khi đó lãnh thủy tâm còn không hội hoài nghi người một nhà, cũng không có ngày sau bình tĩnh cùng thông minh. Nàng chính là khẩn trương xem lần này hết thảy, thậm chí còn lo lắng nhà mình bạn trai an nguy. Kế tiếp, ta sẽ ở màn hình trung sao cổ, mà các ngươi cần một đám truyền đầu ta. Một khi ta sao cổ kết thúc, này đầu nhất định phải ở mổ cá nhân trong tay. Mà này bị lựa chọn nhân cần biểu diễn tài nghệ, biểu diễn ta vừa lòng trong lời nói, liền tiếp tục kích trống truyền đầu, nếu ta không vừa lòng, liền sẽ trực tiếp cắn điệu người này đầu, sau đó dùng đầu của hắn đến truyền. Không phải đâu, cắn đầu. Thật là khủng khiếp a. À. Lần này đến cùng là cái gì quỷ này nọ? Lớp trưởng, ngươi làm cái quỷ gì, ta phải về nhà. Tàn nhẫn trò chơi quy tắc đẩy ra liền dẫn tới mọi người kháng nghị. Mà lúc này tiểu hoán hùng tự hồ cũng không kiên nhẫn, nháy mắt bạo phát đinh tai nhất ốc điện tử âm lại ầm ĩ ta hiện tại liền cho các ngươi thử xem. Mọi người lại chớ có lên tiếng, cũng là khó có thể thần sắc khác nhau mặt. Cứ như vậy một vòng một vòng làm đi xuống, khi nào thì kết thúc. Thật có lỗi, ta tạm thời cũng không biết, ngẫm lại liền mệt, thật hy vọng có người có thể thay ta sao cổ A. Tiểu hoán hùng đầu oán giận nói xong, lại vẫn là đem quy tắc giải thích xong rồi, đầu đâu, tùy tiện các ngươi là phao vẫn là truyền, cũng tùy tiện các ngươi cái gì trình tự, chỉ cần cuối cùng ta tiến trống kết thúc, đầu ở nhân thủ thượng là được, nếu tiến trống kết thúc, đầu không ở bất luận kẻ nào trên tay, hắc hắc. Các ngươi liền đoàn diệt A. Lời nói này thực tại dọa đến lãnh thủy tâm, nàng thâm thấy như vậy làm cho người ta nắm cái mũi đi là không được, phải đàm phán. Nhưng là, vạn nhất có người phao không cho, ai cũng tiếp không được làm sao bây giờ, lần này lục thủy vây khốn chúng ta, chúng ta căn bản đi bất động khi đó nàng đã có ngày sau cơ trí dấu hiệu. Nàng đưa ra điểm ấy chính là vì nhường mọi người có thoát thân khả năng tính. Đương thời, nàng mơ hồ cảm nhận được Lam Trúc đầu đến thưởng thức ánh mắt, lại lơ đỉnh, chính là nghiêm cẩn chờ tiểu hoán hùng kế tiếp trả lời. Ai nha, phiền chết, vậy hủy bỏ lục thủy đi. Nói xong, chung quanh lục thủy lại biến thành phổ thông mặt cỏ, lục thủy trung ương màn hình tiêu thất, thủ nhi đại chi là một khối chân thật tồn tại lập lên bản đen, còn có một không có đầu lại còn có thể bình thường hoạt động tiểu hoáng hùng thân hình. Mọi người lại bị kinh hách chạy tứ tán mở ra. Khả lập tức bọn họ giống như là đụng vào thủy tinh tường giống nhau bị bắn trở về. Mọi người cuối cùng phát hiện bọn họ bị hạn chế ở tại bọn họ lúc ban đầu làm thành cái kia vòng phạm vi. Một khi hướng phía ngoài chạy đi sẽ đụng vào không khí tường, chỉ có thể bạch bạch bị thương chính mình, nhưng tại đây cái trong phạm vi vẫn là có thể tự do hoạt động tuy rằng vẫn có chút không hờn giận không ít người vẫn là hướng lãnh thủy tâm bên này đầu đến cảm kích ánh mắt mọi người cũng rốt cục chân chính ý thức được lần này bọn họ là gặp phải siêu tự nhiên hiện tượng hiện tại chỉ sợ chỉ có thể bị bắt thuận theo hoàn thành trò chơi không có người nguyện ý lấy thân thử nghiệm như vậy liền theo ngươi bắt đầu đi lãnh thủy tâm kinh ngạc xem tiểu hoáng hùng mang huyết đầu hướng nàng nhảy đi lại theo bản năng thân thủ tiếp được sau đó mới phát hiện kia thẳng nàng một tay huyết. Kích trống truyền đầu, bắt đầu. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 22 22 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 22 22 huyết theo lòng bàn tay nàng chảy về phía thủ đoạn, cuối cùng ở khuỷu tay của nàng chỗ tụ tập, nhỏ nguyên lai lần này quái vật huyết cư nhiên là có độ ấm sao đáng ghét lần này dính hồ hồ hoặc hoặc xúc cảm hảo dữ tợn thật đáng sợ lần này máu chảy đầm đìa đầu vì sao cái thứ nhất nếu ta vì sao thật đáng sợ rất nghĩ phun. chân giống như ở rung lên không được không thể như vậy ta muốn bắt nó truyền ra đi cái kia tiểu hoáng hùng đã ở kích trống nếu không truyền ta tùy thời có khả năng tử. Nhưng là thân thể của nàng xa không bằng nàng tâm bình tĩnh, như trước trung trung, nếu không phải nàng cố ý khắc chế, chỉ sợ tiếp theo dây liền muốn khóc ra. Tay nàng chậm chạp vô pháp hành động. Nếu không phát hiện nàng sợ hãi, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng nàng là thiện lương đến cư nhiên muốn hy sinh chính mình đâu. Đáng tiếc không phải mỗi người đều là bo bo giữ mình lãnh thủy tâm bên cạnh một cái nam sinh kịp thời đem cái kia đáng sợ đầu theo lãnh thủy tâm trong tay lấy đi sau đó nhanh chóng truyền cho kế tiếp nhân kế tiếp nhân tượng là tiếp đến tạc đạn giống nhau nhanh chóng đem ném đi ra ngoài cũng không quản ném không ném chuẩn kinh hoảng hỗn loạn sợ hãi chính là này trò chơi toàn bộ hiện trạng mà vừa mới trải qua hoàng một hồi khủng bố lãnh thủy tâm tim đập phá lệ mau cơ hồ mau không thể hô hấp tại sao có thể như vậy rõ ràng chính là bình thường tới tham gia một lần thu du thế nào nhưng lại đụng phải loại sự tình này ngươi hoàn hảo lúc này một cái nam sinh thanh âm đột nhiên theo bên cạnh truyền đến cũng không lam trúc thanh âm lãnh thủy tâm lên tiếng trả lời ngẩng đầu phát hiện là phía trước cái kia giúp nàng lấy đi đầu nam sinh chủ động an ủi nàng hắn tự hồ tính toán vỗ vỗ nàng bờ vai lại ở lãnh thủy tâm theo dõi hắn dính đầy tiểu hoáng hùng huyết thủ khi dừng khi đó lãnh thủy tâm là theo hắn biết rõ khả sau này lãnh thủy tâm nhớ lại đến lại liên tên của hắn đều có chút mơ hồ không chỉ hắn còn có cái khác này chết đi nhân nàng đều nhân bị thương sau tâm lý vấn đề mà tận lực mơ hồ tên cho nên tại đây mộng bình thường trong hồi ức bọn họ chỉ có đánh số này giúp nàng nam sinh nàng đánh số vì nam sinh nhất hào đương thời nàng thực cảm kích nam sinh nhất hào giúp tại đây loại khốn cảnh hạ khó được ôn nhu là để cho nhân cảm động. Khả nàng cũng nhớ được, này nam sinh ở thật lâu trước kia từng hướng nàng thông báo qua. Nàng tự nhiên là cự tuyệt. Hai người nhất thời có chút xấu hổ, một phen nói chuyện với nhau sau liền đều tự đứng thẳng. Lãnh thủy tâm cũng bắt đầu chung quanh sưu tầm lam trúc rơi xuống. Không biết từ đâu khi bắt đầu, nàng đã dưỡng thành đối lam trúc ỷ lại. Vừa rồi xôn xao nhưng tất cả mọi người thôi đẩy, quấy rầy chung quanh bố cục trước đây còn đãi ở bên người nàng lam trúc cũng không biết bị thôi đi đâu vậy nếu hắn vừa rồi còn ở nơi này nhất định sẽ chủ động giúp nàng đem tiểu hoáng hùng đầu ném đi nàng đối hắn có như vậy tin tưởng rất nhanh nàng sưu tầm đến lam trúc chỗ lam trúc tự hồ cũng chú ý tới ánh mắt của nàng mạnh quay đầu nhìn đi lại khi trương khuôn mặt dễ nhìn thượng tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng khả rối loạn đám người lại trở ngại hắn đi tới nhưng hắn càng thêm sốt ruột. Lãnh Thủy tâm mắt thấy vậy, đối hắn bài trừ một cái tươi cười, đồng thời khoát tay, ý bảo hắn không cần đi lại. Quả thật, nàng rất nhớ hắn có thể đãi ở bên mình. Nhưng hai người đều đãi ở trong này chỉ có thể gia tăng bị truyền đến đầu lọc vào trừng phạt tỷ lệ. Ngẫm lại nếu tiểu hoán hùng sắp đình chỉ kích trống thời điểm đầu vừa khéo truyền đến nơi đây, đến lúc đó khả năng không phải nàng, chính là hắn trúng chiêu. Hai người đều là lý trí người lam trúc rất nhanh lý giải nàng ý tứ không lại hướng bên này hành động mà là vẫn duy trì khoảng cách mà lần này toàn bộ hổ động quá trình đều bị lãnh thủy tâm bên cạnh nam sinh nhất hào nhìn cái hoàn chỉnh các ngươi cảm tình thật không sai nam sinh nhất hào để sát vào chút đối nàng giấu kín nói xong hoàn hảo lãnh thủy tâm kỳ thật trong lòng có chút không để dù sao thẳng đến không lâu bọn họ mới bắt đầu chính thức kết giao nhưng nàng còn nhớ rõ lam trúc kia ghen đặc sắc có chút đề phòng hướng bên cạnh lui một bước bảo trì cùng nam sinh nhất hào khoảng cách làm chi a à, sợ ta ăn ngươi nam sinh nhất hào tức giận cười nói cũng không gần chút nữa nhưng là hắn giống như không quá quan tâm ngươi đều bất quá đến bảo hộ ngươi vừa mới ngươi cầm đầu lâu như vậy không nhúc nhích hắn cũng không có đã chạy tới hắn thật là ngươi bạn trai sao nam sinh nhất hào trong lời nói có chút trác tâm. Hắn có một chút nói đúng. Vừa rồi nàng cầm cái kia đáng sợ đầu có bao nhiêu lâu? Một phút. Hai phút. Vẫn là càng lâu. Dài như vậy thời gian cũng đủ làm chút theo gì góc đã chạy tới. Những người khác không nhìn nàng khốn cảnh, thậm chí hy vọng nàng luôn luôn cầm đầu, nàng đều có thể lý giải. Khả nàng bạn trai cư nhiên luôn luôn như vậy xem, không có gì động tác phải biết rằng nàng nhưng là cái thứ nhất chấp đầu nhân, là vạn chúng chú ý tiêu điểm, hắn không có khả năng không chú ý tới. Khả hắn vẫn đứng ở chỗ kia nhậm nàng tự sinh tự diệt. Nghĩ đến điểm này nàng còn có chút trái tim băng giá. Mà lần này trái tim băng giá cũng bị nam sinh nhất hào tinh chuẩn bắt giữ đến, cũng nói ra xuất ra. Nàng không có cách nào khác phản bác, lại còn là muốn duy hộ người mình thích. Hắn đương nhiên là ta bạn trai, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nam sinh nhất hào nhìn nhìn xa xa Lam Trúc liếc mắt một cái, tự hồ là lo lắng bên kia, lại tự hồ là cố ý nhường Lam Trúc chú ý bên này. Tiếp, hắn khinh khẽ đi tới lãnh thủy tâm bên cạnh, tiến đến nàng bên tai khe khẽ nói nhỏ. Ta nghe nói hắn cũng không thích ngươi, chỉ là vì ngươi là hoa hậu giảng đường tài cùng với ngươi, hắn thậm chí còn cùng người đánh đố có thể hay không bắt ngươi. Người như vậy, ngươi xác định muốn sao? Hắn động tác kỳ thật cũng không ái muội, ngữ khí cũng là thập phần chân thành, ở sau khi nói xong cũng trực tiếp thối lui không có dây dưa. Cũng chính là lần này Tam Điểm nhường lãnh thủy tâm không có tâm sinh phản cảm. Nguyên lai người này chính là đến nhắc nhở nàng này đó, nhưng là nàng có chút lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử. Mà nam sinh nhất hào nói trong lời nói nàng một câu đều không thể phản bác. Dù sao kia nhưng là Lam Trúc từng chính miệng nói cùng hoa hậu giảng đường ở cùng nhau có mặt mũi, cho dù là giả nhưng ở ủng có cái gì sau ngược lại sẽ càng thêm bất an, càng thêm lo sợ mất đi. Lãnh thủy tâm đương thời liền bị vây loại trạng thái này. Hai người tuy rằng đã xác định người yêu quan hệ. Nhưng chỉ cần nam sinh nhất hào buổi nói chuyện, nàng liền triệt để thấp thỏm lo âu, thậm chí bắt đầu hoài nghi khởi lam trúc đối chính mình làm hết thảy hay không thật sự đều là vì cái kia đánh đố. Càng đáng sợ là, nàng cư nhiên bắt đầu hoài nghi nổi lên hắn đến cùng yêu hay không yêu nàng. Hắn đối nàng, cho tới bây giờ đều là cẩn thận, ôn nhuận như mưa bàn yên lặng quan tâm. Trên người hắn chưa bao giờ từng có gì tình yêu cuồng nhiệt kỳ nhiệt tình biểu hiện. Hắn nhìn về phía trong mắt nàng cũng chưa bao giờ từng có nóng cháy tình yêu. Cặp kia mắt, như vực sâu bàn sâu không lường được, nhưng nàng thế nào đều nhìn không thấu. Càng muốn, lãnh thủy tâm lại càng phát bất an. Mà lúc này, lần này một bên tiếng kêu sợ hãi lại đại đi lên lãnh thủy tâm mạnh nhìn về phía bốn phía, phát hiện kia đáng sợ đầu phao đến phao đi cư nhiên lại truyền đã trở lại. Nhưng mà lúc này đây, nàng vẫn là không cố lấy dũng khí đi tiếp, chính là ngốc sững sờ ở tại chỗ. Ngược lại là nàng bên cạnh nam sinh nhất hào ân cần chạy lên tiếng đến, lại thay nàng tiếp được này giữ tận đầu. Đúng tại đây khi, thùng thùng tiếng trống ngừng. Lần này đại biểu lần này vòng thứ nhất hao khi kéo dài kích trống truyền đầu rốt cục kết thúc vạn vật đều tĩnh lặng, chung quanh nhân liên tiếng hít thở đều là thật cẩn thận. Tất cả mọi người là kinh cụ nhìn về phía nam sinh nhất hào, đồng thời đều thối lui, cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách. Chỉ có lãnh thủy tâm còn ngơ ngác đứng lại tại chỗ, không biết nên làm chút cái gì. Không biết nên trở về ứng cho hắn cái gì biểu cảm. Nam sinh nhất hào lại cười an ủi nàng. Không có việc gì, không phải là biểu diễn tài nghệ thôi. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía bục giảng tiền tiểu hoán hùng thân hình. Tiểu hoán hùng thân hình khoa trương vui vẻ, hoặc nhìn tựa hồ thập phần vui vẻ, nhưng phát ra âm thanh cũng là nam sinh nhất hào trên tay đầu. Khi khỏa đầu theo trong tay hắn nhảy lên, ở trên có một chút bậc khởi bán nhân cao, một chút quỷ xúc hỏi. Vậy ngươi có thể biểu diễn cái gì tài nghệ đâu? Nam sinh nhất hào nghe thế quỷ dị thanh âm cũng lượt có chút khẩn trương. Sướng. Ca hát. Ân. Ca hát ai đều sẽ, ta mới không cần. Tiểu Hoáng hùng độc đáo điện tử âm giờ phút này cư nhiên có chút tận lực xinh đẹp, đổi một cái thôi. Điều này làm cho người thả Tùng cảnh giác, nhưng lại hoảng hốt cho rằng nó là có thể thương lượng. Cho nên nam sinh nhất hào lơi lỏng, cười khoác tay giải thích nói, ta sẽ đạn đàn guitar, nhưng là hôm nay không mang đến. Chỉ có thể dùng ca hát thay thế. Khả Tiểu Hoáng hùng lập tức thay đổi ngữ khí, lạnh lùng điện tử âm trung là vô pháp chống lại tàn nhẫn vậy chỉ có thể lấy đầu ngươi đến để nam sinh nhất hào bị nó đột nhiên chuyển biến dọa đến trong lúc nhất thời không để ý giải lần này hết thảy khả luôn luôn tại bên cạnh hắn cảnh giác lãnh thủy tâm lập tức phản ứng đi lại nhanh chóng dắt tay hắn đưa hắn về phía sau kéo tránh được tiểu hoáng hùng đầu nam sinh nhất hào lúc này tài phản ứng đi lại nhanh chóng đi theo lãnh thủy tâm cùng nhau lui về phía sau mà những người khác mắt thấy cái kia tiểu hoán hùng đầu như vậy hung tàn, sợ tới mức bốn phía né ra, cự tuyệt cùng lãnh thủy tâm cùng với nam sinh nhất hào đại ở cùng khu vực. Ngươi cũng trốn đi, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Nam sinh nhất hào dọa ra mồ hôi lạnh, lại vẫn là nhớ được chính mình bên cạnh là ái mộ đã lâu nữ thần. Chẳng sợ đã chiếm được hắn lý giải, lãnh thủy tâm cũng không giống những người khác giống nhau né ra, chính là cắn răng tiếp tục cầm lấy tay hắn, nhanh nhìn chầm chầm đầu bên kia tình huống. Đùa giỡn cái gì, là ta liên lụy ngươi mới đúng. Ban đầu, nếu không phải nam sinh nhất hào thay nàng cầm đi đầu nàng hẳn là đã sớm đã chết. Dù sao nàng có thể ở trong này biểu diễn tài nghệ đồng dạng chỉ có ca hát hoặc là vũ đạo lần này, khả năng cái kia tiểu hoáng hùng đầu căn bản không thích tài nghệ. Mà vừa rồi, nếu nam sinh nhất hào không phải thay nàng tiếp cái kia đầu, cũng không đến mức hiện tại như vậy chật vật. Nàng thế nào có thể bỏ xuống hắn chạy trối chết đâu? Nam sinh Nhất Hào tự nhiên là minh bạch nàng ý tưởng, nhưng không cách nào tán thành. Ngươi đừng như vậy tưởng, ta đều là tự nguyện. Đại gia đồng học một hồi, cho dù không có ta, cũng sẽ có người khác. Nhất là này trong bang sở hữu nam sinh đều thích nàng, đương nhiên khả năng trừ bỏ cái kia luôn luôn thờ ơ Lam Trúc. Nam sinh Nhất Hào chân chính tiếng lòng cũng không có nói ra miệng hắn run run thanh âm cũng bại lộ hắn sợ hãi. Đừng nói nữa, lãnh thủy tâm mạo hiểm lấy tay hất ra cái kia đầu, kinh ngạc phát hiện đối phương cư nhiên không có nhân cơ hội đem tay nàng cắn điệu, ta sẽ không buông tay cứu ngươi. Nam sinh nhất hào xem như vậy không sợ cùng cái kia tiểu hoáng hùng đầu đối kháng lãnh thủy tâm, trong mắt chỉ còn lại có mê luyến cùng không tha. Ta quả nhiên luôn luôn đều không có nhìn lầm ngươi. Mà lúc này, vì kiềm chế trụ cái kia đầu, lãnh thủy tâm buông lỏng ra nắm tay hắn dùng hai tay đè lại cái kia đầu chạy mau lãnh thủy tâm nói như vậy nam sinh nhất hào cũng làm theo chính là đi phía trước vẫn là đưa hắn luôn luôn che giấu lời nói nói ra kỳ thật phía trước ta nói về lam trúc trong lời nói không phải đồn đãi mà là ta chính tai nghe được đây là hắn duy nhất có thể báo đáp lãnh thủy tâm như vậy thông suốt mệnh nhất bác hồi báo mà một câu nói như vậy cũng nhường lãnh thủy tâm triệt để trái tim băng giá trên tay kình đột nhiên liền tùng chút cái kia đầu cũng nhân cơ hội này đào tẩu phi bình thường khiêu hướng nam sinh nhất hào phương hướng ngay tại lãnh thủy tâm trước mắt kia khỏa đầu cắn nam sinh nhất hào sau gáy sau đó nhanh chóng xâm nhập đưa hắn chỉnh đoạn cổ đều cắn đứt a 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 động mạch chủ huyết giống suối phun giống nhau phun mở ra Nam sinh nhất hào tiếng thét chói tai nhưng không có bởi vì cổ đoạn điệu mà đình chỉ, ngược lại, dư âm còn văng vẳng bên tai. Đông một tiếng, nam sinh nhất hào đầu rơi xuống đất, tiếp lại là một tiếng, hắn thân hình cũng ngã xuống trung ương lục trên cỏ, nhiễm ra nhất đỏ sẫm. Đây là lần đầu tiên, lãnh thủy tâm tận mắt đến một người ở chính mình trước mắt tử vong. Từ thủy tới chung, nàng đều cho rằng hắn tai nạn là vì nàng dựng lên cho nên nàng có thể nhịn hạ sở hữu sợ hãi, khiến hạ sở hữu phiêu lưu cùng này đầu đối kháng. Nhưng mà cuối cùng, nàng vẫn là cứu không được hắn. Nàng nặng nề mà quỳ xuống, che mặt khóc. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 23 23 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 23 23 máu tươi đúc nàng một thân, lại thế nào cũng tẩy không đi trong lòng nàng ấy nấy cùng sợ hãi. Thật là có bao nhiêu đau. Cổ mẫn cảm như vậy yếu ớt bộ phận bị cắn thành như vậy giữ tận bộ dáng. Kiếp sợ xem, nghĩ, nàng mãnh liệt phun lên. Những người khác tình huống cũng không quá hảo, bị kia huyết nhục mơ hồ thi thể dọa ói ra không chỉ nàng một cái. Lúc này, bỗng nhiên có người vỗ vỗ nàng lưng, đồng thời dùng tay kia thì cho nàng đưa tới một lọ nước khoáng thu thập xong hết thảy sau, nàng vô lực ngẩng đầu. Có chút ngoài ý muốn, lại tự hồ tình lý bên trong, người đến là Lam Trúc. Kỳ thật phía trước ta nói về Lam Trúc trong lời nói không phải đồn đãi, mà là ta chính tai nghe được. Nam sinh nhất hào lâm chung lời nói, tính cả hắn cuối cùng tiếng kêu thảm thiết tự hồ đều ở nàng trong đầu vọng lại, nhưng nàng phân không rõ trước mắt bạn trai quan tâm là thật tình, hoặc là giả ý nàng thậm chí có thể nghĩ đến chính mình thực hỏi ra miệng Lam Trúc lại như thế nào trả lời. Lúc trước ta quả thật cùng người đánh đố, cho nên mới tưởng ngươi làm ta khế ước bạn gái, nhưng là sau này ta yêu thượng ngươi. Cho nên mấu chốt cho tới bây giờ không ở hắn tiếp cận nàng mục đích, mà ở chỗ hắn hiện tại yêu hay không yêu nàng. Lãnh thủy tâm lý trí ý thức được điểm ấy. Mà chuyện này đối nàng ảnh hưởng chính là, trước kia nàng có thể không chút nghi ngờ nói hắn là yêu nàng, nhưng hiện tại, nàng không có cách nào khác xác định cám ơn sở hữu ý tưởng đều tại đây hai chữ trung mai nhập đáy lòng thế nào như vậy mới lạ lần này dễ nghe thanh âm lần này bất đắc dĩ ngữ khí lãnh thủy tâm không cần lại ngẩng đầu nhìn đều có thể tưởng tượng lam trúc đột nhiên nhíu mày vẽ mặt nhưng mà lúc này nàng đã không có chế nhạo tâm tình ta không quá thoải mái mà thôi lãnh thủy tâm như vậy qua loa tắc trách chuẩn bị tránh đi lam chút ánh mắt lúc này thoáng như mộng yểm điện tử âm lại theo khu vực trung ương truyền đến không mang theo chút cảm tình dao động bừng tỉnh vừa rồi hết thảy đều không phát sinh giống nhau kế tiếp đổi đầu của hắn đến truyền lần này chỉ tự nhiên là vừa rồi đầu người rất nam sinh nhất hào lãnh thủy tâm hoảng sợ đứng thẳng thân hình hoảng sợ đến cực điểm xem kia chỉ có thể sợ tiểu hoáng hùng lần này con gấu thật sự không hề đồng tình tâm cực đoan tàn nhẫn. Nó nói được thì làm được, thật sự còn muốn ở sát chết một cái nhân sau tiếp tục lãng phí đầu của hắn. Đủ, tiếp tục dùng đầu ngươi không tốt sao. Đầu của hắn cũng sẽ không kêu. Lãnh thủy tâm đã đối này đáng sợ tiểu hoán hùng sinh ra hận ý, khó có thể khống chế chính mình cảm xúc, như vậy không màng hậu quả phản bác. Bên người nàng Lam Trúc kịp thời cách quần áo đè lại cổ tay nàng, ngăn lại nàng ý muốn tiến lên cản trở tiểu hoán hùng cước bộ không biết sao, kia thủ đoạn bộ phận giống như là bị đóng băng giống nhau, đột nhiên cực đoan rét lạnh. Lần này lãnh còn theo lãnh thủy tâm thân hình truyền đến đầu nàng bộ, nhưng nàng rốt cục bình tĩnh chút. Lúc này nàng mới ý thức đến chính mình đều làm cho ta cái gì, một cổ cổ thật sâu nghĩ mà sợ theo lưng đánh úp lại, nhưng nàng sinh ra một cổ thấu tâm mát sợ hãi. Trước đây minh minh liên tiểu hoáng hùng đầu cũng không dám truyền nàng cư nhiên công nhiên ngỗ nghịch lần này chỉ có thể sợ quỷ dị tiểu hoáng hùng, ở nó không coi vào đâu đoạt đi rồi nam sinh nhất hào, thậm chí tự tay cùng nó chiến đấu ý đồ ngăn cản nó chặt đầu hành động. Hiện tại, nàng lại không sợ chết như vậy cùng này hoàn toàn nắm trong tay nơi này tình huống, quy tắc, kêu gào. Nàng quả thật rất không bình tĩnh. Tỉnh lại sau, khi cổ vô dụng hận ý bị nàng tạm thời áp chế. Nàng xem tiểu hoáng hùng ánh mắt cũng thật vất vả khôi phục bình tĩnh. Từ thủy tới chung, tiểu hoáng hùng đều như là không có nghe đến lời của nàng giống nhau không có cấp ra cái gì đáp lại tỉnh táo lại nàng nhận làm cho này có chút không quá bình thường phía trước nàng còn có loại cảm giác giống như lần này chỉ tiểu hoáng hùng thực thích châm chích giận nhân nhưng mỗi lần gặp gỡ nàng đều sẽ không rất so đo nó chẳng những không có so đo nàng phía trước kia hoàn toàn vi phạm nó ý tứ hành động còn đối nàng vừa rồi không chút thách khí ngôn luận không có gì phản ứng đến cùng là vì sao chẳng lẽ chính mình cái loại này mỹ nữ hiệu ứng cũng ảnh hưởng đến nó trên người lãnh thủy tâm lại tự kỷ cũng vô pháp đem trở thành kết luận chỉ có thể biên suy tư biên xem tiểu hoáng hùng thân hình quỷ dị đi tới nam sinh nhất hào kia khỏa máu chảy đầm đìa đầu phía trước sau đó như là ở linh rác giống nhau liền kia mấy dúng tóc đen đem nam sinh nhất hào đầu phao đi lại lúc này đây nó ném phương hướng đúng là nam sinh nhất hào cuối cùng tiếp đến tiểu hoáng hùng đầu khi chỗ phương hướng từ nơi nào kết thúc liền từ nơi nào bắt đầu sao? Tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển đi qua. Nhưng này khỏa đầu lại cuối cùng dừng ở thượng, kia một khối khu vực nhân đều bị dọa lui một bước. Xác nhận là muốn theo bọn họ nơi đó bắt đầu sau, bọn họ ngươi xem ta ta nhìn xem ngươi, đều là do dự, không ai dám lên tiền. Thượng cái kia không là cái gì rác, cũng không phải tiểu hoán hùng đầu, mà là bọn hắn cộng học hồi lâu đồng học mặt trên vết máu còn chưa khô cạn, vừa rồi kia ném đi còn mang ra một chút cùng loại ốc cùng huyết hỗn hợp chất lỏng. Một phen lăn lộn sau, nam sinh nhất hào kia trương không tính khó coi mặt đã bị huyết nhục hồ vẽ mặt, hoặc nhìn thập phần dữ tợn đáng sợ. Khả hắn cặp kia chết không nhắm mắt hai mắt vẫn là như vậy rõ ràng, mở được thật to, giống như tử cũng phải nhìn thanh chính mình là chết như thế nào, tử sau còn muốn xem xong ở đây mọi người kết cục. Như vậy một viên đầu, lại có ai dám đi nhặt đâu. Mọi người chậm chạp không hề động tĩnh, tiểu hoáng hùng cũng xem nổi lên náo nhiệt, thậm chí sai lệch quay nó cũng không ở trên cổ đầu. Như thế nào? Lo sợ. Nếu ta tiếp theo luân sao cổ kết thúc lần này khỏa đầu còn trên mặt đất, các ngươi đều phải chết Nga. Quỷ dị ngữ khí xứng thượng quỷ dị điện tử âm nhường từng cái nghe được nhân đều lần cảm áp lực. Mọi người hai mặt nhìn nhau, xôn xao, lại vẫn như cũ không ai dám đi nhặt cái kia đầu lãnh thủy tâm xem như vậy hiện trạng không khỏi nhớ tới nam sinh nhất hào sinh tiền hành động khi đó chính mình cầm đầu bất động thời điểm những người khác cũng đều là phản ứng như vậy đi khả nam sinh nhất hào lại cứu nàng nếu cuối cùng chấp đầu không phải nam sinh nhất hào mà là vừa khéo có thể tiếp đến nàng nghĩ nàng bước ra một bước khả lam trúc thủ vẫn như cũ kìm cổ tay nàng không nhường nàng tiến đến nhường ta đi thôi hắn đã cứu ta ta không thể không quản lãnh thủy tâm xem vẻ mặt lo lắng xem nàng lam trúc trong lòng do dự triệt để tiêu thất nàng kiên định xem lam trúc thậm chí chuẩn bị đem một khác chỉ có thể lấy tự do hoạt động thủ đắc thượng lam trúc kia luôn không hiểu truyền đến lương ý thủ làm như vậy thời điểm lãnh thủy tâm trong lòng bỗng nhiên có một cái lỗi thời ý tưởng không nghĩ tới lần này khủng bố biến cố cư nhiên cho nàng lần đầu tiên chạm đến chính mình bạn trai da thịt cơ hội trước đây bọn họ ở chung quá mức phật buộc lại thậm chí không có gì thân mật tiếp xúc liền tại đây một khắc lãnh thủy tâm là có điểm tiểu chờ mong nhưng mà ở tay nàng cách lam trúc thủ chỉ kém hai cm thời điểm lam trúc do dự hạ chậm rãi đem hắn tay buông lỏng ra lãnh thủy tâm thủ nhất thời đứng ở giữa không trung sờ cũng không phải không sờ cũng không phải có chút tiểu thất lạc nàng tiếp tục tiến hành nàng phía trước kế hoạch chạy chậm đến nam sinh nhất hào đầu chỗ khu vực sau đó đối diện mặt hắn dừng lại theo ta bắt đầu đi nàng như vậy đối tiểu hoáng hùng nói xong ánh mắt cũng là một khắc cũng không ly khai trước mắt đầu đây là nàng lần đầu đối mặt nhất người chết đầu chỉ có tại đây khi nàng mới biết được vì sao ánh mắt là nhân tối sinh động bộ phận Nàng cũng lần đầu tiên chân chính theo một người ánh mắt thấy được hắn cuối cùng cảm xúc. Sợ hãi, không cam lòng, lưu luyến, oán hận. Hắn linh hồn giống như là bị như ngừng lại lần này cuối cùng một khắc, vĩnh viễn vô pháp an tâm. Lãnh Thủy Tâm thử dùng run run thủ khép lại ánh mắt hắn, lại bởi vì kỹ xảo không đủ thế nào đều làm không được. Nàng cấp liều mạng thử. Nàng lý trí nói cho nàng, nếu luôn luôn phao như vậy một cái chết không nhắm mắt đầu. Sớm muộn gì sẽ có người hỏng mất, càng đừng nói giờ phút này chung quanh đã có không ít nữ sinh phát ra tiếng thép chói tai. Buông tha cho đi, hắn đã là chết không nhắm mắt. Không biết khi nào đã cùng tới được Lam Trúc như vậy nhắc nhở nàng, rốt cục ngăn lại nàng điên cuồng hành động. Đúng vậy. Cho dù giúp hắn khép lại ánh mắt hắn cũng là chết không nhắm mắt, huống chi hắn thân hình lúc này còn phơi thay giả ngoại đâu. Lãnh Thủy Tâm cưỡng chế trụ kinh hoàng tâm tựa đầu theo thượng nhặt lên, lại cảm thụ kia dính ngấy máu tươi xúc cảm, chính là lần này hơn đau kịch liệt, thiếu một tia sợ hãi. Nàng sẽ vĩnh viễn nhớ được người này từng ban qua hắn, như vậy hắn cho dù đã chết cũng sẽ không hại nàng. Mà bên kia, tiểu hoán hùng mắt thấy hết thảy đã định xuống, liền xoay người hướng nó bục giảng đi đến. Lãnh thủy tâm chính căng thẳng toàn thân huyền chuẩn bị nó kế tiếp sau cổ, bên người nàng lại đột nhiên chạy ra khỏi vài người khi tốc độ nhường nàng nhất thời có chút thấy không rõ ai là ai. Chính là không có ngoại lệ, những người này đều là nam sinh. Dựa vào, lão tử còn có thể nhường một cái tiểu hoán hùng cấp khi dễ. Trong đó một người dẫn đầu chạy đến tiểu hoán hùng thân hình bên cạnh dùng chân đem kìm ở, kiềm chế ở nó hoạt động. Mặt khác hai người còn lại là cùng nhau nhằm phía cách đó không xa luôn luôn phụ trách nói chuyện tiểu hoán hùng đầu, ý đồ đến cái ông trung tróc ba ba khả tiểu hoáng hùng đầu so với thường nhân đầu còn muốn nhỏ một ít không phải tốt như vậy bắt được bỗng chốc chung quanh chạy trốn cùng kia hai cái nam sinh ngoạn nổi lên ngươi truy ta đuổi trò chơi các ngươi thất thần làm chi thật đúng tính toán nghe nó trong lời nói một đám tử a chúng ta nhiều như vậy đại người sống liền như vậy bị một cái tiểu hoáng hùng đùa dẫn xoay quanh giống nói sao nam sinh nhất hào tử tự hồ ở kích phát mọi người sợ hãi đồng thời kích phát rồi mọi người tức giận Hai cái nam sinh phẫn hận lời nói một chút khí xúc động khác mọi người. Càng ngày càng nhiều nam sinh gia nhập đến trận này đuổi bắt giữa, khác nữ sinh bởi vì vũ lực trị không đủ chỉ có thể không ngừng tránh đi, đồng thời cấp những người khác cố lên bơm hơi. Lãnh Thủy Tâm nhìn nhìn bên cạnh vẫn không nhúc nhích Lam Trúc, lo lắng hỏi: "Ngươi không đi sao?" Lam Trúc cười liêu liêu vừa mới dán đến bên môi nàng sợi tóc, đem liêu đến nàng sau tai. Nhiều người như vậy đã đủ ta chỉ phải bảo vệ hảo ngươi là đến nơi. Hơn nữa ngươi cảm thấy, này tiểu hoáng hùng thật là dùng người lực có thể đối phó sao? Ta không biết. Lãnh thủy tâm nâng lên chính mình tay, nhớ lại đương thời ngăn chặn tiểu hoáng hùng đầu xúc cảm, ta nhớ được ta phía trước ngăn chặn nó, nếu không là ta đột nhiên thất lực, nó cũng sẽ không đào tẩu. Từ trên điểm này nói, nam sinh nhất hào tử còn phải tính nàng một phần. Lãnh thủy tâm ấy nấy cúi đầu. Lam Trúc lại như là không chú ý tới nàng sa sút cảm xúc, chính là nhẹ nhàng nói nhắc nhở. Bọn họ bắt đến. Chỉ thấy tứ sông nam sinh thủ nhất tề đặt tại tiểu hoáng hùng trên đầu, hơn nữa còn càng không ngừng đi xuống áp, như là phải nó ấn chết ở trên cỏ. Nhưng là nó đã chết chúng ta có thể theo lần này quỷ dị trong vòng đi ra ngoài sao? Bắt sống hỏi nó đi. Lãnh thủy tâm há miệng thở dốc, đang chuẩn bị nhắc nhở, lại phát hiện một tia không thích hợp nàng phía trước đè lại tiểu hoáng hùng đầu chỉ dùng một đôi tay, hơn nữa khi đó nàng cá nhân cảm giác ấn còn không rất cố hết sức. Ấn theo lẽ thường mà nói, nam sinh khí lực chỉ biết so với nàng đại, một người liền đủ để đè lại, không đạo lý không nên bốn người ấn. Hơn nữa, vì sao, vì sao kia tứ hai tay thoạt nhìn đều gân xanh bạo khởi? Bọn họ phát lực đều mảnh đến tình trạng này sao? Bốn người đồng tâm hiệp lực ấn hẳn là ổn thao nắm chắc thắng lợi, vì sao bọn họ sắc mặt thoạt nhìn khó coi như vậy ta thiên nó khí lực thế nào lớn như vậy đặt tại tầng thấp nhất cái kia nam sinh kinh ngạc gọi vào chống đỡ đừng làm cho hắn chạy bên cạnh một người chạy nhanh lại đi hạ đè nằm tàu lần này đến cùng là cái gì quỷ này nọ ta chống đỡ không được a à? một thác sườn một người khổ không nói nổi không không được cuối cùng là mọi người hoảng sợ tiếng kêu bốn nam sinh đều sau này đổ đi khi khỏa đầu chỉ cao khí ngẩn nhảy đánh hoàn toàn không có nửa điểm bị bạo lực đối đãi qua bì thái cùng trò hề thậm chí nó còn càng nhảy càng cao hiện ra vài phần đắc ý tư thái thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a à, các ngươi này đó người thường sao lại thế này đối thủ của ta đâu các ngươi nhưng là liên ta không khí tường đều đột phá không xong a à. nói xong nó không hề để ý tới lực tẩn ngã xuống đất người chết, nhất khiêu nhất khiêu hướng chính mình thân hình bên này đi lại. Cái kia ấn thân hình nam sinh tự hồ còn không nguyện buông tha cho, vẫn là gắt gao ấn nó thân hình, thậm chí lớn tiếng uy hiếp. Ngươi! Ngươi đừng tới đây, bằng không! Bằng không ta đem thân thể của ngươi! Càng nói hắn ngữ khí càng nhược, cuối cùng thậm chí không biết nên tiếp cái gì. Thân thể hắn đã bắt đầu run run đứng lên, rõ ràng dao động mà kia khỏa đầu còn tại không nhanh không chậm hướng hắn phương hướng khiêu. các ngươi liền như vậy xem sao a à, đã cùng đường hắn ngược lại hướng người chung quanh xin giúp đỡ tuyệt vọng tê hô đột nhiên ngã xuống đất bốn người trung có một nam sinh đứng lên sau đó liều mạng triều tiểu hoáng hùng đầu vọc đi lại mà cho hắn lần này một hành động dũng khí hẳn là trên tay hắn chính nắm một phen ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống vô cùng chói mắt khí cụ không biết khi nào bị hắn mang ở trên người loại nhỏ đau cụ. Cách có chút khoảng cách, lãnh thủy tâm thấy không rõ lắm, lại cũng có chút phấn chấn. Nhân lớn nhất ưu thế chính là hội lợi dụng công cụ. Có vũ khí, hẳn là có thể nhiều một chút phần thắng. Khả nàng bên cạnh Lam Trúc lại tiêu cực thở dài một hơi, cũng nhắm lại mắt, tự hồ không đành lòng xem kế tiếp cảnh tượng. Lam Trúc là cảm thấy dùng đao sát tiểu hoán hùng cảnh tượng rất huyết tinh không dám nhìn cho nên nhắm mắt sao. Lãnh thủy tâm nghi hoặc, lại vẫn là đem ánh mắt đặt ở tình hình chiến đấu khẩn trương nhất bên kia. Những người khác cũng là nín thở xem, chung quanh bỗng chốc tỉnh liên chính mình tiếng hít thở đều có thể nghe rành mạch. Cũng chính là dưới tình huống như vậy, kia len ke một tiếng phá lệ rõ ràng. Phối hợp để mắt tiền hình ảnh, chỉ làm cho mọi người cảm thấy không cùng khủng bố cùng yên tĩnh. Nam sinh đao vận thực chuẩn, trên mặt hắn biểu cảm là dữ tợn, tự hồ là dùng hết quyết tâm, hắn nắm đao trên tay gân xanh bạo khởi, không hề nghi ngờ dùng hết hắn toàn thân khí lực. Nhưng là lần này sở hữu hết thảy đều ở hắn đao tinh chuẩn sắp thống đến kia khỏa giữa không trung đầu khi im bặt đình chỉ. Khi len ken một tiếng không phải đao thống nhập đầu thanh âm, mà là lưỡi dao đột nhiên ở giữa không trung đoạn điệu thanh âm. Không có người biết phát sinh chuyện gì, Suốt liên tục đau nhân đều là kinh ngạc xem chính mình đoạn đao, không biết làm sao. Lãnh Thủy Tâm cũng nghi hoặc, nhưng trước tiên phản ứng đi lại trước mắt tình huống đối cái kia nam sinh bất lợi. Chạy mau. Nam sinh tựa hồ tài nhận thấy được, mạnh nâng một chút đầu, sau đó quay đầu bỏ chạy. Nhưng lúc này đây, tiểu hoáng hùng đầu tốc độ nhanh không ít, cơ hồ là lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ một ngụm cắn thượng nam sinh chân bộ, mạnh cắn xé hạ một miếng thịt nam sinh nháy mắt kêu thảm thiết ngã xuống đất, lại cũng vô pháp chạy động. Xa xa, lãnh thủy tâm nhìn đến kia xé rách bộ phận cư nhiên lộ ra một chút bạch cốt, có thể thấy được tiểu hoáng hùng lần này khẩu hạ là nhiều trọng. Mà lúc này, nam sinh trừ bỏ kêu thảm thiết, trừ bỏ liều mạng che xuất huyết bộ phận, cũng chỉ có thể kinh cụ xem tiểu hoáng hùng đầu, nhậm này bài bố. Những người khác nhìn đến lần này một loạt hung tàn mà quỷ dị hiện tượng, cũng không dám nữa tiến lên, cũng e sợ cho phát ra tiếng nhường tiểu hoáng hùng chú ý tới nơi này. Vừa rồi chuẩn bị thống tay của ta là tay phải đi. Tiểu hoáng hùng nghe răng cười, phối hợp điện tử âm có vẻ càng thêm khủng bố quỷ dị. Nam sinh liều mạng lắc lắc đầu, ý đồ lấy tay bộ kéo chính mình thoát đi, lại vẫn là tránh không khỏi tiểu hoáng hùng đối với hắn tay phải tiếp theo đánh. A 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 cũng không nhẫn lại nghe kia cơ hồ là rống xuất ra tiếng kêu thảm thiết. Thân thể của nàng nhìn không được run run, lại là nghĩ mà sợ lại là phẫn nộ, thậm chí còn có một tia chết tiệt may mắn. May mắn phía trước tiểu hoán hùng không có như vậy đối nàng. Lần này, lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? À? Nàng thống khổ ôm đầu, có chút trốn tránh ngồi xuống dưới, hảo giống như vậy có thể trốn tránh tàn khốc hết thảy không nhìn giờ phút này vẫn cứ không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Khả Lam Trúc tự hồ hội sai lầm rồi nàng ý, cư nhiên bắt đầu giải thích đứng lên. Ta tưởng, nó đã có thể sử dụng không khí tường đem chúng ta ngăn chặn, nhất định cũng có thể dùng không khí tường trắng đao đi, chúng ta theo ngay từ đầu cũng chỉ có thể dựa theo nó quy tắc hành động. Đúng vậy, nơi này hết thảy đều là siêu tự nhiên hiện tượng, thế nào có thể sử dụng lẽ thường đến lý giải đâu. Lãnh thủy tâm cười khổ, nghe kia cuồng cuộn không ngừng mà truyền đến tiếng kêu thảm thiết, run run càng thêm lợi hại. Đây là như thế nào? Vì sao một tiếng so với một tiếng kêu thảm? Tiểu hoáng hùng cắn đầu không phải một ngụm cắn sao? Khi cắn thủ cũng hẳn là là một ngụm cắn A. Cho dù đồng dạng rất đau, nhưng không nên là như thế này càng kêu càng thảm đi. Mãnh liệt hảo kỳ cùng sợ hãi bắt buộc nàng miễn cưỡng đứng lên, mở hai mắt. Đang nhìn thanh bên kia tình huống sau, ánh mắt nàng mở được thật to, dường như phải hốc mắt nước vỡ. Nàng khó có thể tưởng tượng, khó mà tin được chính mình nhìn đến hết thảy. Súc sinh. Thật là súc sinh. Một ngụm cắn nước thủ đều là tốt. Này thật giận đầu cư nhiên là một ngụm một ngụm đem nam sinh trên tay da thịt cắn xuống dưới. Chờ lãnh thủy tâm ngẩng đầu nhìn thời điểm, nam sinh trên tay đã không dư thừa hoàn chỉnh da thịt, chỉ có bám vào nhiều điểm huyết nhục bạch cốt nàng không màng trên tay nam sinh nhất hào vết máu, nhanh chóng dùng chính mình tay che miệng lại, e sợ cho chính mình nhân lần này ghê tởm đáng sợ cảnh tượng mà lại nhổ ra. Mà những người khác cũng đều đều nhìn không được, vài cái nhát gan nữ sinh thậm chí đè lại miệng đè nén nước nở đứng lên. Tất cả mọi người phi thường thương hại này nam sinh. Mà này cấp lãnh thủy tâm đồng dạng lưu lại khắc sâu ấn tượng nam sinh bị nàng nhớ làm nam sinh nhị hào. Ở tất cả mọi người đắm chìm ở sợ hãi, bi thống bên trong thời điểm. Tiểu hoán hùng thân hình đã bắt đầu sao cổ. Thùng thùng. Mỗi một tiếng như là ở chất vấn ở đây mọi người tâm. Bắt đầu đâu? Tiểu hoán hùng đầu vẫn là ở nhắc nhở, uy hiếp mọi người. Lãnh thủy tâm nhìn nhìn chính mình bên cạnh vừa mới buông nam sinh nhất hào đầu, ngừng lại rồi hô hấp. Lần này, lại có một người đã đi tới, hắn cười khổ nhìn lãnh thủy tâm liếc mắt một cái, thay thế nàng nhặt lên kia khỏa đầu tạ, lãnh thủy tâm nói lời cảm tạ còn chưa nói hoàng liền kinh ngạc phát hiện đối phương không có tựa đầu phao đi, mà là nâng đầu triều mổ một cái phương hướng đi đến. Cuối cùng, hắn đứng ở nam sinh nhị hào trước mặt. Mà này nam sinh, đúng là phía trước đè lại tiểu hoán hùng thân hình nhân, cũng là ban đầu cùng nhau cùng nam sinh nhị hào lao tới nhân. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 24 24 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 24 24 này nam sinh, kỳ thật không phải lãnh thủy tâm lớp nhân. Hắn là đột nhiên xuất hiện tại kia lục thủy trung ba người trung một người, đồng hệ mổ ban thể dục vĩ viên. Mặt khác hai người, phi thường trùng hợp, lãnh thủy tâm đồng dạng nhận thức, một cái là thường xuyên cùng nàng ở trên phương diện học tập cạnh tranh nhân, một cái là có đôi khi xã đoàn hoạt động sẽ đụng tới sau đó cùng nhau hợp tác lão đồng bọn này thể dục ủy viên phi thường nhiệt tình, làm người cũng rất dày nói, thực giản nghĩa khí. Rất nhiều người đều gọi hắn Trương Ca, lãnh thủy tâm cũng là như thế. Nàng xem Trương Ca đi tới nam sinh nhị hào trước mặt, hoàn toàn không biết đối phương muốn làm cái gì. Nàng thứ nhất ý tưởng là Trương Ca là muốn cứu nam sinh nhị hào. Khả cứu người không mang theo chữa bệnh dụng cụ, mang theo đầu làm gì. Bên kia nhưng là đã bắt đầu sao cổ A, chẳng lẽ hắn muốn luôn luôn cầm này đầu sao? Chúng ta theo sau đi. Không đợi nàng suy xét xong, Lam Trúc như vậy bình tĩnh đề nghị nói. Nhưng nhìn hắn vẻ mặt, nàng tổng cảm thấy hắn ở đè nén cái gì, hơn nữa hắn lôi kéo tay nàng có chút lạnh lẽo. Tuy rằng lập tức hắn liền buông lỏng ra, lãnh thủy tâm vẫn là cảm thấy được một ít. Có lẽ, hắn bình tĩnh biểu tượng hạ, tiềm tàng là tràn đầy sợ hãi phía trước hắn không phải luôn luôn lo sợ không dám cùng đi qua sao. Hiện tại hẳn là cũng là lo sợ ra lại cái gì đường rẽ đi. Thùng thùng. Tiểu hoán hùng sao tiếng trống vẫn là như vậy vững vàng, không có gì chinh triệu, không thể nào phán đoán nó còn muốn sao bao lâu, hay không mau ngừng. Tại như vậy bối cảnh âm hạ, lãnh thủy tâm cước bộ quỷ dị đồng bộ, chỉ chốc lát sau liền đi tới, trương ca, bên người. Trương ca nàng lo lắng xem này luôn luôn đãi nàng giống đãi tiểu muội giống nhau tốt đại ca ca bàn đồng học, muốn an ủi hắn. Hắn như vậy nhiệt tình, hiện trường mặc kệ là ai bị như vậy tàn khốc đối đãi, hắn đều nhất định sẽ đau lòng không thôi, huống chi nam sinh nhị hào là cùng hắn một chỗ hành động nhân. Hắn còn hảo hảo, khả nam sinh nhị hào cũng đã không thành người dạng, giờ phút này lại thống khổ chỉ còn thở dốc. Là ta rất xúc động hại hắn. Trương ca như là nhập ma chướng giống nhau kinh ngạc nói xong. Lãnh thủy tâm đang định phản bác, lại nghĩ đến thụ hại nhân đang ở trước mắt, mà người kia giờ phút này chính liều mạng lắc đầu phủ định. Nhưng này vừa động liền tác động hắn thủ cùng chân bộ miệng vết thương, đau hắn thẳng rung rung, thậm chí bài trừ nhiều điểm nước mắt. Trương ca mắt thấy lần này thảm thiết cảnh tượng, đúng là gào khóc lên, chính là tay hắn lại vẫn là gắt gao nắm chặt kia khỏa nam sinh nhất hào đầu. Lãnh thủy tâm tuy là bị lần này cảm xúc cảm nhiễm, vẫn là vô pháp bỏ qua chung quanh máy móc bàn đòi mạng tiếng trống. Trương ca, ngươi đừng lão ôm đầu, lần này tiếng trống tùy thời hội đình chỉ. Lãnh thủy tâm thật cẩn thận nói xong, e sợ cho kích thích đến hắn. Nàng còn lôi kéo bên cạnh Lam Trúc góc áo, chuẩn bị nhường hắn cũng khuyên bảo. Mà Lam Trúc tắt thập phần không nể mặt trực tiếp dẫn bạo, trương ca. Ngươi cầm kia khỏa đầu, còn chuyên môn thủ tại chỗ này, là muốn làm gì? Đây là một loại ám chỉ cùng chỉ trích. Trương ca cùng lãnh thủy tâm bỗng chốc chợt nghe xuất ra lam trúc tại hoài nghi. Trương ca là muốn tựa đầu mạnh mẽ cấp đã vô pháp nhúc nhích nam sinh nhị hào. Ngươi có ý tứ gì? Dù cho tỳ khí nhân cũng nổi giận. Khả lam trúc lại thành công nhường. Trương ca mạnh đứng lên, đổ vào trong lòng mình đầu. Lãnh thủy tâm thập phần phối hợp, tay mắt lanh lẹ mà chuẩn bị chém giết lần này khỏa vừa mới rơi xuống đất đầu khả trương ca dù sao cũng là một gã thập phần xứng chức thường xuyên rèn luyện thể dục ủy viên hắn vừa kéo thân liền lại theo lãnh thủy tâm trong tay đoạt lại lần này khỏa đầu người sau đó lui về phía sau một bước kề sát nam sinh nhị hào đề phòng xem lam trúc lãnh thủy tâm hai người trương ca ngươi luôn luôn ôm đầu là muốn làm gì a à, nên truyền đầu a à. lãnh thủy tâm sốt ruột lên hoàn toàn làm không rõ hắn ý tưởng trương ca cỡ nhìn đến nàng khi ánh mắt tài nhu hòa chút cũng rốt cục đưa ra giải thích. Ta tính toán luôn luôn ôm này đầu, chờ nó cổ đình chỉ, ta coi như lần này một vòng phải chết nhân. Ngươi, ngươi đừng như vậy. Lãnh Thủy Tâm vô lực nói xong, lại minh bạch hắn chính là như vậy một người, luôn như vậy vui với kính dân, vừa rồi nguyện ý vì mọi người mạo hiểm phiêu lưu lao tới, hiện tại lại nguyện ý vì những người khác hy sinh chính mình. Đừng khuyên ta, các ngươi có lúc này vẫn là nhân cơ hội ngẫm lại thế nào từ nơi này chạy đi đi thời gian còn lại cho ta cùng hắn nói một lát nói trương ca khó được cường ngạnh hạ lệnh trục khách lãnh thủy tâm xem hắn kiên định ánh mắt nhìn nhìn lại chung quanh tránh rất xa những người khác biết rõ chính mình đã cái gì đều làm không xong trừ phi nàng nguyện ý thay thế hắn khả nàng lại cũng không phải một cái như vậy vĩ đại nhân Nàng chỉ có thể từng bước một quay đầu xem trong lòng nàng luôn luôn thực vĩ ngạn, Trương ca, như vậy lạnh nhạt thủ nam sinh Nhị Hào, cuối cùng đứng ở cách bọn họ năm thước tả hữu vị trí. Vị trí này vừa khéo có thể thấy rõ bọn họ, lại không đến mức nghe được bọn họ thanh âm, quấy rầy đến bọn họ. Tiếp, nàng cùng Lam trúc cùng nhau cùng đợi tiếng trống đình chỉ. Khả tiếng trống so với lần trước còn muốn kéo dài, vững vàng, nhưng mọi người tâm càng phiền chán bất an điểm này ở trương ca trên người có vẻ càng rõ ràng vừa rồi hắn còn vẻ mặt lạnh nhạt vẻ mặt hạ quyết tâm bộ dáng khả theo tiếng trống không ngừng kéo dài trên mặt hắn biểu cảm bắt đầu phức tạp đứng lên hắn cùng nam sinh nhị hào nói chuyện không biết khi nào khởi cũng đình chỉ chỉ còn hắn không biết ở trầm tư chút cái gì hắn giống như do dự làm trúc sâu sắc địa điểm ra điểm ấy triệt để nhắc nhở lãnh thủy tâm xem thế này lãnh thủy tâm triệt để nhìn thấu, trương ca, biểu cảm, cũng nhìn ra, trương ca, sở hữu tâm lộ lịch trình. Nhưng chẳng phải như vậy vĩ đại sinh vật. Ban đầu, hắn quyết định hy sinh chính mình kỳ thật càng còn nhiều mà xuất phát từ hắn đối nam sinh nhị hào ấy nấy, cùng với hắn đối trước mắt tình cảnh tuyệt vọng. Cho nên hắn hạ quyết tâm muốn hy sinh chính mình thoát khỏi lần này tuyệt vọng, cũng hoàn thành đối nam sinh nhị hào ấy nấy. Dù sao lần này thu du ai cũng không có mang cái gì chữa bệnh đồ dùng, trường kỳ mất máu nam sinh nhị hào là nhất định sẽ tử. Khi trong nháy mắt quyết tâm cũng không khó, nàng là thủ vững. Luôn luôn không có đình chỉ tiếng trống luôn luôn tại dao động hắn tâm. Hắn hẳn là ý thức được, kỳ thật hắn cũng không có hẳn phải chết lý do. Hắn cũng hẳn là ý thức được nhân bản tính trung thiên sinh cầu sinh dục. Theo thời gian trôi qua, hắn hội càng ngày càng không muốn chết mà hắn hiện tại do dự chỉ là vì hắn phía trước nói ra kia lời nói vô pháp đổi ý, hắn cũng không nhúc nhích, khả trên mặt biểu cảm lại càng ngày càng rối rắm. Liên lãnh thủy tâm đều bắt đầu vì hắn rối rắm đi lên. Mà lúc này, luôn luôn vững vàng sao tiếng trống đột nhiên nhanh hơn. Tựa như tiếng tim đập giống nhau mau. Mà lần này tốc độ tự hồ còn đang không ngừng nhanh hơn, tự hồ ở thúc giục cái gì, hoặc như là tuyên cáo trận này kích trống sắp kết thúc. Đây là một cái đáng sợ ám chỉ, dùng dập tiếng trống đã ở dày vò nhân tâm. Trương ca quả thật không như vậy kiên định muốn hy sinh chính mình, càng đáng sợ là hắn còn hối hận. Hắn hối hận nói ra kia phiên đường hoàng trong lời nói, hối hận làm lần này xuất đầu dương, thậm chí hối hận phản kháng này cái gọi là tân thế giới hệ thống. Nếu hắn cái gì cũng không có làm trong lời nói, có phải hay không có thể? Nghĩ, hắn nâng đầu thủ chẳng như vậy kiên định mà lúc này, tiếng trống đột nhiên truyền đến một cái mạnh mẽ trọng kích, tự hồ tiếp theo dây chính là kết thúc. Giờ phút này, sở hữu cảm xúc trung, sợ hãi cùng cầu sinh dục chiếm cứ thượng phong. Hắn thậm chí bị này đó cảm xúc ép tới không thở nổi, căn bản không biết chính mình ở làm gì. Đợi đến tiếng trống dừng lại, hắn mới phát hiện chính mình cư nhiên tựa đầu cứng rắn nhét vào nam sinh nhị hào trên người, hắn thậm chí còn dùng hai tay đem trụ nam sinh nhị hào thủ, khiến cho bị động bảo trì hai tay nắm đầu thủ thế. Kích trống kết thúc, cuối cùng đầu truyền đến nam sinh nhị hào trên người. Lấy lãnh thủy tâm góc độ, nàng nhìn không ra nam sinh nhị hào là cái gì biểu cảm, lại có thể nhìn đến nam sinh nhị hào kịch liệt giải dụ. Nam sinh nhị hào không muốn chết, chẳng sợ hắn thương thế đã nhất định hắn sẽ chết. Thực xin lỗi, ta không muốn chết. Rõ ràng là nam sinh nhị hào lời kịch, lại bị trương ca nói ra khẩu, hắn thậm chí thay nam sinh nhị hào thống khổ hào khóc lên. Đáng tiếc kết quả đã định. Nam sinh nhị hào vô pháp nhúc nhích, tự nhiên cũng vô pháp triển lãm chính mình tài nghệ. Tiểu hoán hùng trực tiếp phán nam sinh nhị hào tử hình. Tiểu hoáng hùng ảnh bán thân ác ma giống nhau cười nhảy đi lại. Trương ca hoảng sợ lão đảo thối lui, thậm chí đừng mở đầu, không đành lòng xem trước mặt tình cảnh. Vô lực cứu người lãnh thủy tâm cũng chỉ có thể nhắm hai mắt lại. Lúc này đây, tiểu hoán hùng cắn thập phần rõ ràng, nam sinh nhị hào kêu thảm thiết rất nhanh liền tiêu thất. Khả đầu của hắn so với nam sinh nhất hào còn muốn giữ tận khủng bố, kia mặt trên tràn đầy oán hận, mặt cho ai nhìn đều sẽ tâm sinh thấy lạnh cả người. Hết thảy khả năng chính là từ nơi này bắt đầu biến vị. Lãnh thủy tâm xem trương ca ánh mắt là trước nay chưa có phức tạp. Nàng không có lập trường đi chỉ trích hắn, cũng vô pháp thay nam sinh nhị hào tha thứ hắn nàng chỉ có thể lạnh lùng xem ngồi yên ở tại chỗ trương ca xem bên kia vừa chuẩn bị kích trống tiểu hoáng hùng này trò chơi đến cùng khi nào thì mới có thể kết thúc đâu như vậy đi xuống tất cả mọi người sẽ chết quang đi đến cùng nên làm cái gì bây giờ đến cùng còn có biện pháp nào đâu lãnh thủy tâm thống khổ ôm đầu liều mạng suy tư về bên cạnh lam trúc trấn an nàng đầu vai thủ cũng vô pháp nhường nàng bình tĩnh may mắn may mắn nàng còn có như vậy một cái luôn luôn bồi ở bên người nàng nhân người này còn không giống nàng như vậy xúc động cảm xúc hóa có thể làm cho người ta hơi chút an tâm một điểm đông lại là lần này ma âm bàn tiếng trống lần này thượng đầu lại không có người còn dám nhặt dựa theo trò chơi quy tắc hiện tại nên truyền là nam sinh nhị hào đầu khả trong mắt hắn tràn đầy oán độc ít có người dám đụng chạm lãnh thủy tâm lại từ trong đáy lòng kháng cự đứng lên. Ba người theo bản năng đồng loạt nhìn về phía chung quanh những người khác, không ngoài ý muốn phát hiện những người đó đều vẫn duy trì phi thường xa khoảng cách. Bọn họ tự hồ từ bỏ ba người. Dù sao cái kia thông thường người tốt, trương ca, vừa mới tài vì tự bảo vệ mình hại chết một cái khác quên mình vì người nhân. Như vậy biến hóa quá mức kinh người, quá mức đáng sợ, nhưng trương ca, hảo người người thiết nháy mắt bốc hơi lên, triệt để biến thành một cái tiểu nhân nhân thiết. Mọi người tự nhiên là muốn trốn tránh này tiểu nhân. Thậm chí Liên Lam Trúc đều nhỏ giọng nêu lên nàng muốn cùng người này bảo trì khoảng cách. Mà nàng, bởi vì hắn đi qua giúp mà cuộc cường cự tuyệt rời đi, lại nhìn chầm chầm thượng cái kia đầu, thế nào cũng cổ không dậy nổi dũng khí tiến lên. Đại gia hiện tại đều sợ ta, theo ta vẫn duy trì khoảng cách, người thế nào không chạy. Trương ca suy sụp hỏi nàng, giống như là tiếp theo dây sẽ tắt thở giống nhau vô lực. Ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta. Lãnh Thủy Tâm không nhìn Lam Trúc cảnh cáo, vẫn là mạnh mẽ vẫn duy trì hai người thường lui tới ở chung hình thức. Ngươi rất có tự tin. Trương Ca tự dễ cười cười. Ta là đối với ngươi có tin tưởng. Lời này vừa ra, Trương Ca đột nhiên liền trầm mặt. Thật lâu sau, hắn mới cho ra đáp lại. Ta không đáng ngươi như vậy tin tưởng ta nhưng ta có thể thử xem nói xong hắn lại một lần nhặt lên thượng đầu chính là lúc này đây là nam sinh nhị hào đầu ngươi lại tính toán hy sinh chính mình lam trúc đột nhiên phát ra tiếng hắn thanh âm không có trào phúng nhưng cũng không bình tĩnh không phải hy sinh vốn định tha lỗi dù sao hiện tại cũng không có người nguyện ý tiếp này đầu thôi ta cũng không tưởng lại hại một người lúc này đây nhậm hai người như thế nào khuyên bảo hắn, hắn đều như là triệt để hạ quyết tâm, không còn có dao động. Thẳng đến tiếng trống lại đình chỉ, hắn đều gắt gao ôm cái kia đầu. Cuối cùng một giây, hắn lại mạnh rung lên một chút, trên mặt không thể tránh né xuất hiện lo sợ thần sắc. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 25 25 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com chương 25 25 chính là lúc này đây hắn cố ý cùng mọi người bảo trì khoảng cách, không cho chính mình lại trốn tránh cơ hội. Lần trước hắn còn có thể tưởng hắn kỳ thật không tất yếu hy sinh, lúc này đây hắn liền chỉ còn lại có kiên định tha lỗi tín niệm. Nhưng mà lần này cũng không gây trở ngại hắn đối tử vong sợ hãi. Hắn xem cố ý chậm rãi đi tới tiểu hoáng hùng là phẫn nộ. Lần này chỉ tiểu hoáng hùng là biết nhân tâm, vừa rồi liền lợi dụng sao tiếng trống đùa bẩn hắn một lần, hiện tại cố ý đi như vậy chậm lại là muốn làm gì? Vì sao không cho một cái thống khoái? Nhưng mà, hắn lại tin tường nghe được chính mình trong lòng một cái khác mâu thuẫn thanh âm. Cái kia thanh âm ở liều mạng kể ra hắn không muốn chết, sợ chết. Cái kia thanh âm nhường hắn ý thức được chính mình ở sâu trong nội tâm ngược lại càng hy vọng tiểu hoán hùng đi càng chậm chút, thậm chí vĩnh viễn đều không cần đi đến nơi này. Tiểu hoán hùng tự hồ nghe theo tiếng lòng hắn, đi dũ phát chậm, cuối cùng ngạnh sinh sinh tìm 5 phút mới đi đến trương ca trước mặt. Trong khoảng thời gian này, đủ để tiêu ma điệu trương ca sớm yếu ớt không chịu nổi tâm trí. Hắn ban đầu phẫn nộ, oán hận đã toàn bộ bị tử vong sợ hãi sợ thay thế. Hắn xem tiểu hoán hùng ánh mắt là như vậy sợ hãi, mà kia sợ hãi bên trong còn sảm tạp lần này một tia ao ước tiểu hoán hùng chưa từng nói cuối cùng tiếp đến đầu liền nhất định sẽ tử chỉ cần tài nghệ biểu diễn quá quan nó liền sẽ bỏ qua người kia tuy rằng trước mắt mới thôi đều không nhân có thể đạt tới yêu cầu này khả cầu sinh dục trước nay chưa từng có mãnh liệt trương ca có thể nào buông tha lần này cơ hội không đợi tiểu hoán hùng mở miệng hắn liền kích động cầu xin tha thứ không nên ta có thể biểu diễn tài nghệ nga ngươi có cái gì tài nghệ a à? Tiểu hoán hùng thanh âm rõ ràng là điện tử âm, giờ phút này lại thông qua cố ý tha trường âm tận lực đem trung châm chọc, hèn mọn phóng đại. Trương ca tự nhiên phát hiện điểm ấy, nhưng vì chính mình tánh mạng, hắn chỉ có thể cố nén không hờn giận, định bợ bàn thử nói. Ngài tưởng nhìn cái gì tài nghệ ta liền biểu diễn cái gì tài nghệ, thế nào? Ai, tiểu hoán hùng cư nhiên nhân tính hóa thở dài, quán buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ, kỳ thật ta cũng không biết ta tưởng nhìn cái gì, làm sao bây giờ đâu lần này chỉ tiểu hoán hùng vô lại đem vấn đề lại phao hồi cho hắn cấp siêu ca là mồ hôi đầy đầu thậm chí theo bản năng quay đầu triều lãnh thủy tâm nhìn lại theo hắn nàng là duy nhất khả năng sẽ giúp hắn người nhưng mà hắn lại không biết nàng có thể giúp hắn cái gì chính là theo bản năng tưởng tìm một người xin giúp đỡ lãnh thủy tâm chú ý tới ánh mắt của nàng cũng chú ý tới tiểu hoán hùng theo siêu ca ánh mắt cũng nhìn đi lại khi trong nháy mắt, mồ hôi lạnh tẩm đầy nàng lưng, nhưng nàng vô cùng khẩn trương. Không có quan hệ, chấp đầu nhân không phải ta, tiểu hoán hùng sẽ không giết ta. Hơn nữa kia chỉ tiểu hoán hùng giống như luôn luôn đối ta phá lệ nhân từ, tuy rằng không biết đây là vì sao, có lẽ ta có thể nói chút gì. Lãnh thủy tâm bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, hỏi một cái mấu chốt tính vấn đề. Ngươi nhường chúng ta biểu diễn tài nghệ, tổng muốn nói cho chúng ta biết ngươi thích cái gì, không thích cái gì đi. Quả nhiên, lãnh thủy tâm nhất mở miệng tiểu hoán hùng liền không có lại có lệ, mà là nghiêm cẩn suy xét vài giây. Ta thích tiểu hoán hùng, chán ghét cẩu, thích nhất nghe cẩu kêu thảm thiết. Đây là cái gì quỷ trả lời? Dựa theo lần này ý kiến, bọn họ nên từ nơi nào tìm một cái trừ nó bên ngoài tiểu hoáng hùng đâu? Khi chẳng phải là không có người có thể quá quan lãnh thủy tâm nghĩ còn có chút thay, siêu ca, sốt ruột, nhưng mà Lam Trúc hợp thời ngăn lại tay nàng cùng với đã xoay người tiểu hoán hùng đều nhắc nhở nàng. Không thể lại nhiều sảm cùng, lần này dù sao cũng là siêu ca hiện tại muốn đối mặt cùng xử lý chuyện. Tại đây cái nguy hiểm tiểu hoán hùng trước mặt, vừa rồi không có xảy ra việc gì đã là vạn hạnh. Kế tiếp chỉ có thể là nói nhiều sai nhiều, lãnh thủy tâm kia một cái câu hỏi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Siêu ca tắt luôn luôn giảng chính mình sinh tử đặt ở đệ nhất vị, nghe được tiểu hoán hùng sau khi trả lời, hắn liền luôn luôn tại cân nhắc, đồng dạng cũng thua ở không có cách nào khác tìm được khác tiểu hoán hùng trên điểm này. Tiểu hoán hùng thúc giục, siêu ca cấp đều phải nhảy lên vẫn là không nghĩ ra biện pháp, lại không muốn buông tha cho. Ta Biểu diễn vẽ tranh tài nghệ, ngươi không phải thích tiểu hoán hùng sao? Không bằng Không bằng ta cho ngươi họa một bức họa. Nói xong, siêu ca khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Hắn kỳ thật cũng không hội vẽ tranh, nhưng mà giờ phút này thế nào dung hắn sẽ không đâu. Tiểu hoán hùng nghe vậy, tiếp đến trên thân hình đầu trên mặt rốt cục biểu hiện ra một tia hứng thú, cũng cấp ra nó đáp lại. Chỉ thấy nó mở ra bản đen tiền bàn làm việc, đột ngột theo trong đó xuất ra một chồng A4 màu trắng bản nháp giấy, còn có một cái đã tức cốt lắm bút máy. Điều kiện hữu hạn, liền như vậy họa đi. Tiểu hoán hùng lãnh khốc đem này nọ vung cho siêu ca. Siêu ca vội vàng tiếp nhận, lại vẫn là nhịn không được hỏi nhiều một câu. Dùng bút máy. Lần này. Thế nào? Có ý kiến? Không. Không có. Siêu ca rất nhanh họa lên, làm cách họa gần nhất nhân, hắn luôn có thể trước tiên quan sát lần này bức họa, xem xem, sắc mặt của hắn càng ngày càng kém. Cuối cùng, hắn thậm chí có chút không dám đem tự bản thân bức linh hồn họa làm giao cho tiểu hoáng hùng quả nhiên tiểu hoáng hùng nhìn thoáng qua đã đem này tê nát nó kia hung ác ánh mắt như là đang nói ngươi ở đậu ta siêu ca nhất thời thành kiến bò trên chảo nóng toàn thân cao thấp bắt đầu không bình thường lay động đứng lên giống như tiểu hoáng hùng lúc này tùy tiện chạm vào một chút hắn hắn sẽ nháy mắt hỏng mất vỡ thành một đống không ta không muốn chết ta không muốn chết vang cầu ngươi. Trong lòng biết đối phương tàn nhẫn, chính mình cầu xin tha thứ nhất định vô dụng, hắn vẫn là nhịn không được quỳ xuống đất làm vô dụng công. Ở tử vong uy hiếp hạ, nhất là như vậy thảm thiết chết kiểu này uy hiếp hạ, hắn đem Tôn Nghiêm Linh Tinh toàn bộ để qua một bên, đem trước mắt ác ma trở thành toàn bộ hy vọng, không ngừng mà lặp lại lần này đáng xấu hổ cầu xin tha thứ. Ai, xem ở ngươi lãng phí ta thời gian dài như vậy phân thượng, ta liền cho ngươi một cái minh lộ đi chỉ cần ngươi có thể học cẩu tiếng kêu thảm thiết, kêu ta vui vẻ, ta sẽ không giết ngươi, thế nào? Tiểu hoán hùng vô cùng ác liệt cấp ra chính mình đề nghị, cười xấu xa xem phủ phục ở hèn mọn nhân sĩ. Thoáng chốc, trương ca như là điện ảnh hộp băng giống nhau định ở tại chỗ, bỗng chốc đã quên động tác, đã quên ngôn ngữ. Hắn khiếp sợ cho tiểu hoán hùng yêu cầu, do dự chính mình đến cùng muốn hay không ấn đối phương yêu cầu làm. Xem ra là không đồng ý lâu. Tiểu Hoán Hùng xoa tay, thậm chí ác ý vương đầu lưỡi liếm liếm còn lưu lại vết máu răng nanh. Ta đáp ứng, ta đáp ứng, không phải là cậu kêu thôi, ta học, ta học. Trương Ca trong lòng biết nó muốn không phải cậu kêu, mà là dẫm lên hắn tôn nghiêm. Nhưng mà ở tử vong trước mặt, tôn nghiêm lại tính cái gì? Kêu a, à, kêu a, à, ngươi cho ta kêu a. À. Hắn liều mạng khống chế được chính mình cổ họng, thậm chí không tiếc lấy tay áp bách một tiếng trầm thấp buông kêu lên. Nước mắt cũng đi theo cùng nhau tràn đầy xuất ra. Hắn quỳ rạp xuống đất, đã cái gì đều không cần. Buông. Quảng quảng. Tiểu hoáng hùng cười thật vui vẻ, thậm chí nhường hắn học cẩu quỳ đi động tác, hắn làm theo, nhường hắn giống cẩu giống nhau trên mặt đất lăn lộn, hắn cũng làm, nhường hắn dùng cẩu liếm phương thức liếm tiểu hoán hùng chân, hắn cũng làm theo. Làm như vậy thời điểm, hắn hận không thể một ngụm đem nó chân cắn xuống dưới nhưng mà hắn không có quên nó kia quỷ dị cường đại lực lượng cũng không có quên chính mình sinh tử tất cả hắn thủ hắn chỉ có thể toàn tâm toàn ý vứt bỏ tôn nghiêm vứt bỏ nhân cách chỉ vì cầu được sống sót chưa từng có thế nào một khắc hắn cảm thấy tử vong là như vậy đáng sợ một sự kiện tiểu hoáng hùng vừa lòng hắn còn sống trở về đội ngũ thật có chút này nọ thay đổi tỉ như mọi người thấy ánh mắt hắn tỉ như lãnh thủy tâm đối hắn lo lắng còn tỉ như chính hắn đối những người khác ngăn cách. Nhưng là, này trò chơi cũng không hội đình chỉ. Có lẽ, nó sẽ luôn luôn liên tục đến nơi đây nhân đều chết mất. Nói vậy, chính mình vừa rồi tạm nhân nhượng vì lợi ích chung lại tính là cái gì đâu. Tài nghệ biểu hiện thông qua cũng không thể nhường hắn miễn cho tiếp tục trò chơi. Hắn tuyệt vọng ngưỡng thang nhìn không trung, không đi để ý tới quanh mình hết thảy. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy những người khác đều ở nhằm vào hắn nam sinh nhị hào đầu luôn không bao lâu sẽ truyền đến hắn nơi này lúc ban đầu hắn còn có thể phối hợp đem lại dứt bỏ chờ phát hiện đầu đến hắn nơi này tần suất phá lệ cao sau hắn sẽ không lại phối hợp mà là tiêu cực ở trong này nằm thi phi thường may mắn tiểu hoáng hùng luôn luôn sao cổ cũng không có can thiệp hắn hành động mà lúc này cố kỵ không người nhặt đầu liền đoàn diệt quy tắc tổng sẽ có người lại thay hắn đem điều này phỏng tay đầu ném đi. Nhưng mà như vậy liên tục tổng hội có kích trống thanh dừng lại kia một khắc. Lần này trúng thưởng là một cái thiện lương nữ sinh. Bởi vì nàng chẳng phải chấp đầu nhân, mà là gặp trương ca không chiếm đầu chủ động đi nhặt nhân. Đúng ở nàng nhặt kia trong nháy mắt, tiếng trống liền ngừng. Lần này, tuyệt đối là cố ý đi. Mà lần này cố ý chỉ là vì nói cho hắn, hắn lại hại chết một người vừa ý tử hắn cũng không thèm để ý chính là lạnh lùng xem tân một cái đầu lại lăn đi lại a à, rõ ràng là các ngươi cố ý muốn hại ta hiện tại chẳng qua là tự làm tự chịu trương ca nghĩ như vậy vừa rồi luân phiên tra tấn đã triệt để cải biến hắn xem trước mắt bị tiểu hoáng hùng tinh chuẩn ném tới được đầu hắn lạnh lùng nở nụ cười nhưng không có đi tiếp đã nhất định tử hắn đổ muốn ở cuối cùng ích kỷ một hồi đã đánh mất tôn nghiêm cùng hy vọng hắn không để ý người kia đối hắn phẫn nộ Thực buồn cười A à, lúc trước lao tới tưởng phải bảo vệ những người khác Trừ bỏ tiểu hoáng hùng hắn cùng người kia cư nhiên là như vậy kết quả Mọi người như là bị hắn cười triệt để chọc giận Lúc này đây cư nhiên chậm chạp không có người đến giúp hắn nhặt lên cái kia đầu Mọi người như là muốn kiên trì đến cùng, cùng hắn đồng quy vu tận Khả cho dù đến lúc này, hắn vẫn là không đồng ý nhúc nhích Tâm lực của hắn tự hồ đã hao hết, hiện tại đã không có tâm tư đi làm một chuyện gì. Mọi người liền như vậy dằn co. Tiếng trống cũng như vậy liên tục. Cuối cùng vẫn là Lãnh Thủy Tâm, hay là hắn này bằng hữu thay hắn nhặt lên kia khỏa đầu, một lần nữa tiếp tục này trò chơi. Ném hoàng sau, Lãnh Thủy Tâm không có thoát đi hắn này nguy hiểm phần tử, mà là nghiêm cẩn xem hắn, bài trừ một tia cười khổ. Không muốn buông tay a. À. Tuy rằng khả năng tối nhưng vẫn còn không có gì dùng. "Nhưng ta, nhưng là luôn luôn tại nghĩ biện pháp a, ngươi phấn chấn lên đi. Chúng ta ba người cùng nhau, luôn hội có biện pháp." Lời của nàng ngữ là chân thành. Trương ca nghe thập phần động dung, tự hồ lại thấy được hy vọng, cũng thấy được nàng phía sau Lam Trúc. Hắn đột nhiên có cái lớn mật ý tưởng. "Lam Trúc, ta nhớ được những người khác luôn luôn tại truyền ngươi trí nhớ tốt lắm." Trương ca không xác định hỏi. Ân, quả thật không kém. Lam Trúc cũng không có phủ nhận, đột nhiên hỏi cái này để làm gì. Lãnh thủy tâm nghe vậy, nháy mắt phản ứng đi lại, có chút kinh hỉ cùng vội vàng hỏi. Trước ngươi có nghe cái kia tiểu hoán hùng nói quy tắc sao? Ngươi dựa vào trí nhớ đem kia thuật lại một lần, chúng ta tìm đến lỗ hổng, có lẽ. Có lẽ có thể kết thúc này trò chơi. Lam Trúc không có cự tuyệt. Hắn trí nhớ cũng quả thật tốt lắm, tuy nhiên có thể đem tiểu hoáng hùng nói qua đại bộ phận nói đều thuộc lại xuất ra. Tự giới thiệu hạ, ta là Quy Tắc. Danh như ý nghĩa chính là kích trống truyền hoa ngoạn pháp, chẳng qua lần này chúng ta truyền không phải hoa, mà là của ta đầu. Một khi ta sao cổ kết thúc, này đầu nhất định phải ở mỗ cá nhân trong tay. Cứ như vậy một vòng một vòng làm đi xuống, khi nào thì kết thúc? Thật có lỗi, ta tạm thời cũng không biết ngẫm lại liền mệt, thật hy vọng có người có thể thay ta sao cổ a. Nếu tiếng trống kết thúc, đầu không ở bất luận kẻ nào trên tay, hắc hắc. Các ngươi liền đoàn diệt a. A nha, phiền chết, vậy hủy bỏ Lục Thủy đi. Sở hữu những lời này đều bị Lam Trúc thuộc lại xuất ra, trừ bỏ nhường Lãnh Thủy tâm càng quen thuộc quy tắc ngoại, cũng dẫn phát rồi nàng suy xét. Nàng nhớ được Lục Thủy hủy bỏ là vì chính mình oán giận không tốt chấp đầu tiểu hoán hùng tự mình hủy bỏ. Lần này thuyết minh nó này tự xưng quy tắc, quả thật có thể chế định quy tắc, cũng có thể biến báo thay đổi quy tắc. Nếu tưởng giải quyết lần này hết thảy, để mắc điểm nhất định tại đây nhất thay đổi thường. Mà bọn họ lớn nhất ưu thế, còn lại là lãnh thủy tâm cũng không xác định tiểu hoán hùng đối nàng phá lệ khoan dung. Tuy rằng không biết vì sao, lãnh thủy tâm lại chỉ có thể lợi dụng điểm này. Như vậy, hẳn là nhường nó thay đổi cái gì đâu. Nó có năng lực nhận cái gì thay đổi đâu. Nói nhiều sai nhiều, nàng không thể giống thử đáp án giống nhau càng không ngừng hỏi nó, chỉ có thể thông qua nó từng nói qua trong lời nói không ngừng phỏng đoán nó thay đổi quy tắc điểm mấu chốt. Nàng nhắm mắt lại, lại đem Lam Trúc thuật lại những lời này cất vào chính mình trong đầu không ngừng sách phân, lý giải, kéo dài, phân tích. Rốt cục, nàng bắt được tới quan trọng một câu thật hy vọng có người có thể thay ta sao cổ a. À. đây là tiểu hoán hùng chính miệng nói ra oán giận. điểm này là không hề nghi ngờ, nàng cũng nhớ được một câu này nói. tiểu hoán hùng hy vọng có người thay thế nó sao cổ. nghĩ thông suốt điểm này sau lãnh thủy tâm tràn ngập hy vọng, cơ hồ muốn xoa tay nhằm phía tiểu hoán hùng trước mặt. nhưng là ở trước đây, vẫn là có một người chết đi lãnh thủy tâm cố nén ghê tởm cùng sợ hãi đi đến miệng đầy máu tươi tiểu hoáng hùng trước mặt, cố lấy toàn bộ dũng khí, thông suốt mệnh nói ra tại nội tâm diễn luyện qua vô số lần lời kịch. Tiểu hoáng hùng, ngươi nói ngươi hy vọng có người có thể thay ngươi sao cổ, ta giúp ngươi sao như thế nào? Nếu nó cự tuyệt, nếu chính mình tưởng sai lầm rồi, nó đối chính mình cũng không có như vậy khoan dung nên làm cái gì bây giờ? Này đó lo lắng, lãnh thủy tâm là có khả nàng càng chán ghét ngồi chờ chết. Cho dù giờ phút này chết ở chỗ này, nàng cũng là không hối hận. Nàng sẽ không oán hận nhường bất luận kẻ nào, nhiều lắm sẽ có chút tiếc nuối, sẽ hy vọng chính mình tử sau này đó đồng học có thể sống sót một ít. Nhưng mà, tiểu hoán hùng không có cự tuyệt. Nó trùng trùng gật gật đầu, đem kích trống quyền lực chuyển giao cho nàng. Lần đầu đứng lại cái kia huyết sắc bản đen tiền nàng xem chung quanh sợ hãi xem nàng đồng học nhóm, hơi có chút không chân thực cảm. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 26 26 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 26 26 cái này thành công. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ đâu? Trò chơi vẫn là muốn tiếp tục. Theo tiểu hoán hùng ra mệnh lệnh đạt, nàng bắt đầu thông thả sao nổi lên cổ nàng ở do dự này tiếng trống đến cùng muốn ở khi nào thì ngừng dừng lại chính mình có năng lực làm chút cái gì nên thế nào kết thúc này trò chơi nếu chính mình cái gì đều làm không xong kia không tương đương với chính mình ở tuyển người đi tử sao áp lực như vậy nhường nàng càng sao càng chậm lại chậm chạp không dám dừng lại nàng tiếng trống theo đầu dời đi mà thoải mái xem một đám hoảng sợ đồng học nhóm nàng vô luận như thế nào cũng không hy vọng trong đó gì một cái chết đi. Hơn nữa, nơi đó còn đứng một cái vẻ mặt cổ vũ xem nàng Lam Trúc. Cho nên ở đầu trải qua Lam Trúc thời điểm, nàng tiếng trống hơi chút trọng một ít. Những người khác cũng không có phát hiện điểm ấy, Lam Trúc lại xem nàng vui mừng nở nụ cười. Như vậy cười ngược lại nhường nàng lần cảm áp lực, thâm thấy chính mình thực xin lỗi trong ban những người khác. Ở rằng co không biết bao lâu sau, tiểu hoáng hùng đột nhiên oán giận một câu ngươi sao cũng quá lâu đi lần này không kiên nhẫn bộ dáng cấp lãnh thủy tâm sao vang cảnh báo thậm chí đều chưa kịp thấy rõ đầu truyền đến ai trong tay nàng thực mau dừng lại kích trống sau đó tài ngẩng đầu nhìn xem tiếp đến đầu sau tuyệt vọng ngồi sững ở nhân đó là nàng vị kia bé bỏng bạn cùng phòng nàng luôn luôn thực nhát gan đụng tới loại này đáng sợ chuyện không có luôn luôn gào khóc đã là rất lớn dũng khí thế nào tưởng hiện tại vận rủi cư nhiên buông xuống đến trên người nàng chấp đầu nhân trước mắt mới thôi trừ bỏ trương ca đều đã chết mà ở trương ca học cẩu kêu sau chiêu này đã không thể thực hiện được tiểu hoáng hùng không tiếp thụ đồng dạng tài nghệ nàng lại nên biểu diễn cái gì đâu chỉ có thể là chết ở tiểu hoáng hùng miệng hạ đi vì sao có như vậy đáng yêu tiểu hoáng hùng hội gây cho nàng như thế đại ác mộng đâu bé bỏng bạn cùng phòng không nghĩ ra nàng chỉ có thể tuyệt vọng xem lãnh thủy tâm, xem chuẩn bị đi lại tiểu hoáng hùng, giống trống bỏi giống nhau liều mạng lắc lắc đầu, không ngừng lấy tay chống lui về sau đi, đùi nàng đã bởi vì lo sợ run run vô pháp đứng thẳng. Lãnh thủy tâm xem như vậy bạn cùng phòng tự nhiên là đau lòng. Nàng cũng chú ý tới tiểu hoáng hùng hành động, cấp tốc suy tư về chính mình nên thế nào tài năng cứu bạn cùng phòng. Rốt cục, nàng nghĩ tới một cái biện pháp, mà biện pháp này đồng dạng là căn cứ vào tiểu hoáng hùng đối nàng phá lệ khoan dung. Tiểu hoáng hùng, hiện tại đã là ta ở sao cổ, khiến cho nàng cho ta biểu diễn tài nghệ đi, ta vừa lòng liền thông qua, có thể chứ? Tiểu hoáng hùng đồ chơi oa nhi giống nhau ánh mắt xẹt ở trong hốc mắt dạo qua một vòng, tựa hồ suy tư một chút, cư nhiên liền như vậy đáp ứng rồi lãnh thủy tâm thỉnh cầu. Cũng không biết là xuất phát từ thành công vui sướng, vẫn là đối trước mặt tình huống lo lắng lãnh thủy tâm tim đập mau quả thực như là thi chạy nàng xem bé bỏng bạn cùng phòng trong ánh mắt tràn đầy ao ước cùng cổ vũ bé bỏng bạn cùng phòng thu được nàng cách không cổ vũ cho dù lại hại sợ cũng cố nén không khỏe đứng lên ta ta biểu diễn bé bỏng bạn cùng phòng muốn nói lại thôi nghẹn ở tại tại chỗ sốt ruột đọa nổi lên chân lãnh thủy tâm vừa thấy chỉ biết là cái gì sao lại thế này nàng vị này bạn cùng phòng lớn nhất đặc điểm liền là cái gì cũng sẽ không nhưng nàng biểu diễn tài nghệ quả thực là muốn nàng mệnh nghĩ đến điểm này lãnh thủy tâm cư nhiên có chút muốn cười nhưng mà nàng dù sao cũng là cái người thông minh rất nhanh nghĩ tới biện pháp người biểu diễn ca đi ca hát có thể nói là chỉ cần có thể người nói chuyện đều có kỹ năng hơn nữa nàng làm trọng tài trong lời nói cường thịnh trở lại gian màng tai nàng cũng sẽ thông qua. a, à, nhưng là ta. Bé bỏng bạn cùng phòng theo bản năng tưởng hướng lãnh thủy tâm làm nũng, ở chú ý tới trước mặt tình cảnh sau vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng, ngươi tưởng nghe cái gì ca. Ách! Lãnh thủy tâm trầm mặt, không ngừng hồi tưởng bé bỏng bạn cùng phòng bình thường yêu sướng cái gì ca, ở trong phòng ngủ thường xuyên phóng cái gì ca. Kết quả cư nhiên là không có. Vị này bạn cùng phòng bình thường liên hừ ca cũng không mang hừ. Kết hợp bé bỏng bạn cùng phòng vừa rồi biểu hiện, lãnh thủy tâm có lý do nhận vì nàng là ngủ, âm, không, toàn. Một cái khác khả năng chính là bé bỏng bạn cùng phòng nhất thủ hoàn chỉnh ca đều không nhớ rõ. Dù sao hiện tại di động không biết có phải hay không chịu không khí tường ảnh hưởng cư nhiên hoàn toàn không tín hiệu, cũng ra không xong ca từ linh tinh. Cái này xấu hổ. Trước mặt tiểu hoáng hùng mặt nàng khẳng định không thể trực tiếp hỏi bé bỏng bạn cùng phòng hội sướng cái gì ca. Không nghĩ tới tuyển ca lúc này cư nhiên thành nàng lúc này lớn nhất nan đề. Mà lúc này, tiểu hoáng hùng lại không kiên nhẫn bắt đầu chuyển động. Lãnh thủy tâm e sợ cho nó thay đổi chủ ý, lập tức sốt ruột như là rống giống nhau cấp ra chính mình trả lời. Sướng nghĩa dũng quân khúc quân hành. Hả? Tiểu hoáng hùng lần đầu bị kinh rớt kia rối dường như ánh mắt a à. Bé bỏng bạn cùng phòng mờ mịt vô thố, cư nhiên hỏi ra khẩu, đó là gì ca? Quốc ca A đại ca. Lãnh thủy tâm đối nhà mình bạn cùng phòng là triệt để chịu phục, lần đầu xuất hiện thất ý thể tiền quốc, sướng quốc ca nhiều năm như vậy, ngươi đều không biết quốc ca tên sao. Khụ khụ, ta chính là rất chấn kinh rồi không phản ứng đi lại. Bé bỏng bạn cùng phòng cao hứng lên, yên tâm, ngươi chờ, ta thanh thanh cổ họng. Nói xong, bé bỏng bạn cùng phòng không mang theo nhạc đệm sướng lên. Lần này quả thật là ổn thỏa nhất lựa chọn. Lãnh thủy tâm đã tưởng tốt lắm. Kế tiếp nếu ai biểu hiện ra không có tài nghệ bộ dáng, nàng khiến cho đối phương sướng quốc ca. Cho dù sướng so với bé bỏng bạn cùng phòng còn ngủ âm không được đầy đủ, còn khó nghe, nàng đều thông qua. Dù sao quốc ca, mỗi người đều sẽ sướng, còn không mang quên từ. Nhất thủ xong, tất cả mọi người cấp ra vỗ tay nhưng không ít người đều là nghẹn cười lãnh thủy tâm thành công nhường mọi người trở nên chẳng như vậy khẩn trương chút bé bỏng bạn cùng phòng cứ như vậy tránh được một kiếp tiểu hoáng hùng cũng không có gì tỏ vẻ điều này làm cho lãnh thủy tâm bất an đồng thời lại có chút hưng phấn cố gắng có một người đứng ra thay nó kích trống chính là này trò chơi chính xác phương pháp giải quyết kế tiếp như pháp bào chế nàng không lại do dự tuyển ai chấp đầu bởi vì tuyển ai nàng đều sẽ nhường người kia thông qua mà những người khác cũng không lại sợ hãi xem kích trống nàng mọi người trong mắt tràn đầy đối nàng cảm kích cùng kỳ vọng hết thảy tự hồ đều ở hướng hảo phương hướng phát triển nhưng mà lần này chính là tự hồ ở ban đầu hưng phấn vẽ đi qua sau lãnh thủy tâm rõ ràng cảm giác chính mình bởi vì trường kỳ kích trống có chút lực bất tòng tâm mà càng đáng sợ là nàng không biết chính mình chặn đánh cổ tới khi nào tự nhiên là nếu không có thể giao cho tiểu hoáng hùng vậy chống được trò chơi thời gian kết thúc khả trò chơi khi nào thì kết thúc đâu tiểu hoáng hùng ban đầu đã nói qua liên nó cũng không biết mà hiện tại sắc trời thoạt nhìn như là đã qua đi vài mấy giờ chẳng lẽ bọn họ muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này sao nghĩ lãnh thủy tâm vốn là có chút đau nhất thủ càng khó chịu nàng xem bên cạnh luôn luôn không có chuyện gì tiểu hoáng hùng cũng muốn hỏi nó chút cái gì tiểu hoáng hùng lại đột nhiên quay đầu kinh nàng toàn thân run rẩy ngươi mệt mỏi đi nguyên lai tiểu hoáng hùng chính là đến quan tâm này tay trống tình huống nhưng mà như vậy một cái tàn nhẫn đáng sợ gì đó sẽ có quan tâm loại này cảm tình sao lãnh thủy tâm sâu sắc ý thức được một khi chính mình nói mệt nó khả năng sẽ một lần nữa cầm lại kích trống quyền cho nên nàng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu ngươi không phiền lụy a à. Lãnh Thủy Tâm đang chuẩn bị hòa cùng, Tiểu Hoáng Hùng lại tiếp tiếp theo câu: "Ta hơi mệt. Đây là như thế nào? Thế nào đột nhiên? Chẳng lẽ là nói nó chờ mệt mỏi?" Nghĩ, Lãnh Thủy Tâm dừng tiếng trống, dựa theo đồng dạng phương thức buông tha chấp đầu kia một người, sau đó chờ đợi Tiểu Hoáng Hùng chỉ thị. "Ngươi mỗi lần đều thông qua cũng quá không có ý tứ." Tiểu Hoáng Hùng rốt cục bắt đầu cản trở nàng, từ giờ trở đi vẫn là từ ta đến xét duyệt bọn họ tài nghệ biểu diễn. Không cho phản đối, ta đối với ngươi đã đủ dung túng. Quả thật, nó có thể dễ dàng tha thứ nàng như vậy không dựa theo nó tiêu chuẩn đi đến giờ phút này đã là cái kỳ tích. Nàng thế nào đều không nghĩ ra lần này chỉ tiểu hoán hùng vì sao hội như vậy ưu đãi chính mình. Nàng thậm chí bởi vậy mà sinh ra một cái tự đại mà điên cuồng ý tưởng. Nếu là nàng lãnh thủy tâm tiếp đến đầu, nó cũng sẽ nhường nàng tử sao nhưng mà mệnh chỉ có một cái nàng không dám thử chỉ có thể càng không ngừng kéo dài kích trống thời gian đồng thời thừa dịp một đoạn này an toàn thời gian càng không ngừng thử thăm dò tiểu hoáng hùng ngươi nói dung túng ngươi vì sao muốn dung túng ta đâu bởi vì ngươi là mỹ nữ nói ngươi như vậy tin sao phía trước ngươi tài trắng chết qua một mỹ nữ nàng không ngươi mỹ lãnh thủy tâm không tin nhưng là trong lòng biết nó sẽ không lộ ra càng nhiều ngươi đã như vậy dung túng ta vì sao muốn đem ta kéo vào như vậy đáng sợ trong trò chơi đâu ngô trừ bỏ sau này thêm vào vài người cái khác đều là tân thế giới hệ thống tuyển định nhân ta cũng không có biện pháp đâu Nhưng tiện nhắc tới nếu ngươi cũng tiếp đến đầu ta chỉ có thể ấn quy cũ đến làm ngươi cũng không nên buông tha cho ngươi hiện tại sao cổ ưu thế a à? tiểu hoáng hùng nhe răng cười ngươi nhưng là duy nhất một cái xác định có thể toàn thân trở ra nhân A. Kích trống nhân xem ra nó sẽ không triệt hạ, cũng sẽ không giết chết. Lãnh thủy tâm ý thức được điểm ấy. Lúc này nàng đã có vài phần ngày sau bình tĩnh bộ dáng. Nhưng là, trừ bỏ sau này thêm vào mấy người kia. Nói cách khác nàng nhận thức phi lớp chúng ta ba cái nam sinh là lâm thời tài gia nhập. Khó trách ở vòng làm thành sau, bọn họ sẽ đột nhiên theo lục thủy trung toát ra đến sau này thêm vào. Là ba người đi. Bọn họ vì sao sẽ bị lâm thời thêm tiếng vào? Bọn họ ba người cũng không đều là một cái bang. Nàng thật sự không nghĩ ra giữa bọn họ có cái gì điểm giống nhau có thể làm cho bọn họ cùng nhau bị kéo vào này trò chơi. Loại sự tình này, ai biết thôi, thủ trưởng cứng rắn tắt nhân ta cũng chỉ có thể nhận. Tiểu hoán hùng quán buông tay, không đứng đắn trả lời, nghe qua giống như là ở oán giận thượng cấp quy tắc ngầm thủ trưởng. Ngươi còn có thủ trưởng. Lãnh thủy tâm vô cùng khiếp sợ, hắn là loại người nào. Tiểu hoán hùng tự hồ ý thức được chính mình nói lỡ miệng, khoa trương dùng hai tay che miệng lại, không bao giờ nữa trả lời lãnh thủy tâm gì vấn đề. Sau này, bởi vì lãnh thủy tâm chậm chạp không đình chỉ đánh, nó còn định ra rồi nhiều nhất sau 5 phút quy củ. Mà lãnh thủy tâm mỗi lần đều là gần 5 phút thời điểm dừng lại, sau đó tuyệt vọng xem chính mình đồng học nhóm bị nó cắn chết nàng rốt cục khắc sâu ý thức được này trò chơi theo ngay từ đầu liền không công bằng chính là nó đối bọn họ đơn phương giết hại trừ bỏ giết hại bên ngoài nó còn muốn ra tấn đồng học nhóm tâm trí có không ít người vì trốn tránh tử vong ở biểu diễn tài nghệ thời điểm lựa chọn các loại động vật tiếng kêu điên cùng mà bày ra các loại trò hề chỉ vì bác nó cười giành được chiếm được một đường sinh cơ nhưng mà tiểu hoán hùng tự hồ thật sự mệt mỏi, chút không để ý tới, tàn khốc đem những người này sát hại. Bởi vì này lôi đình thủ đoạn, ở đây nhân giảm bớt phi thường nhanh chóng. Các nơi đều có một khối thảm thiết thi thể. Này! Trò chơi đến cùng khi nào thì? Tài năng kết thúc. Lãnh thủy tâm đã không hề biện pháp, tuyệt vọng xem tiểu hoán hùng, liên cổ cũng không gõ. Trải qua thời gian dài đánh, nàng hổ khẩu chỗ sớm bị ma phá nàng bản thân cũng là tinh bị lực tẩn, khó có thể liên tục đánh. Có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào nàng kia khỏa không nghĩ hại đồng học thiện tâm. Nhưng là tiếng trống luôn muốn đình chỉ. Nàng càng không ngừng tuyển định nhân, càng không ngừng xem bọn họ vì vậy lựa chọn mà tử. Ban đầu đại gia còn chính là lo sợ tử vong, hoán hận tiểu hoán hùng. Khả sau này mọi người xem ánh mắt nàng cũng thay đổi. Cái loại này ánh mắt giống như là xem kẻ thù giống nhau thậm chí có người đã quên nàng cũng không thể làm cái gì mà liều mạng về phía nàng quỳ xuống cầu xin tha thứ này đó đồng học tại đây cái trò chơi giữa đều trở nên nhường nàng xa lạ nhưng mà nàng không có tư cách nói bọn họ bởi vì liên nàng cũng trở nên kỳ quái giờ phút này nàng lo lắng không phải đồng học nhóm an nguy mà là chính mình có phải hay không bởi vì thủ bị thương một điểm đã bị bị thay thế cho nên ở phát hiện tiểu hoáng hùng hướng nàng đi tới thời điểm nàng nhanh chóng cố nén đau đớn dùng chính mình cuối cùng khí lực sao cổ một lát sau nàng mới nghe được tiểu hoáng hùng trả lời thật đáng tiếc đâu ta cũng không biết khi nào thì kết thúc bất quá tân thế giới hệ thống trò chơi mục tiêu đều là đoàn diệt nếu không có tìm ra chân chính giải pháp chỉ có thể là kết quả này cho nên ta đoán những người khác đều đã chết mới là kết thúc đi bất quá ngươi thật may mắn, cư nhiên tìm ra này bảo toàn chính mình giải pháp, tuy rằng lần này chẳng phải hoàn toàn chính xác giải pháp. Những lời này nghe tự hồ thực chân thành, nếu không có tiểu hoán hùng cuối cùng kia một câu ác ý dẫn đường trong lời nói. Ngươi đồng học liền tương đối tiếc núi, chỉ có thể nhân ngươi mà đã chết. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 27 27 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 27 27 lúc này đây, mặc kệ là trên tay đau xót vẫn là tiểu hoáng hùng lời nói đều nghiêm trọng đau đớn lãnh thủy tâm. Nàng thật sâu cảm giác được chính mình sắp chống đỡ không được, sao cổ thủ động đứng lên giống như là ở lay động một khối vĩ đại thiết khối giống nhau trầm trọng, thậm chí liên xem đồng học nhóm bên kia tầm nhìn đều có chút mơ hồ. Đây là... Muốn té xỉu sao? lãnh thủy tâm chưa bao giờ từng có như vậy trải qua nghĩ đến té xỉu hậu quả nhất thời kinh ra mồ hôi lạnh mạnh đánh một chút cổ ở thông qua mơ hồ tầm nhìn nhìn đến đã có nhân cầm đầu thời điểm nàng đã đem tiếng trống dừng lại trừng mắt nhìn mạnh mẽ đã khởi tinh thần nàng trợn tròn mắt lần này trúng thưởng cư nhiên lại là nàng vị kia bé bỏng bạn cùng phòng vị này bạn cùng phòng vận khí quả thực lưng về nhà nhưng là lúc này đây xét duyệt tài nghệ không phải Lãnh Thủy Tâm, mà là tiểu hoáng hùng này nghiêm cẩn ma quỷ. Nàng nhất định sẽ tử. Nhưng là lúc này đây, ta không có biện pháp cứu nàng. Lãnh Thủy Tâm khổ sở nghĩ, xem vị này bạn cùng phòng ánh mắt là vô hạn thương hại cùng ấy nấy. Vừa rồi nàng hẳn là nỗ lực thấy rõ ràng. Không nghĩ tới vị này bạn cùng phòng đúng là vẫn còn phải chết bé bỏng bạn cùng phòng tuyệt vọng dùng ánh mắt hướng lãnh thủy tâm xin giúp đỡ. Lãnh thủy tâm lại cũng chỉ có thể hồi lấy tuyệt vọng mà vô lực ánh mắt. Không, không cần. Ta không muốn chết. Ta không thể chết được. Bé bỏng bạn cùng phòng điên cuồng mà kêu, thanh âm so với phía trước sướng quốc ca thời điểm muốn bé nhọn, muốn lớn rất nhiều. Mắt thấy tiểu hoáng hùng đang muốn hướng nàng đi tới, nàng không ngừng mà lui về phía sau, cuối cùng nhưng lại đụng phải kia mặt vô hình không khí tường, liền như vậy bị chặn đường lui. Mà tiểu hoán hùng cũng ác liệt thả chậm bước chân từ từ tới gần, tự hồ ở hưởng thụ chính mình con mồi sợ hãi cảm xúc. Bé bỏng bạn cùng phòng cùng loạn cùng khiếu, khóc, xem lãnh thủy tâm. Cuối cùng, tự hồ là buông tha cho. Này bạn cùng phòng cư nhiên cũng dùng kia oán hận ánh mắt xem lãnh thủy tâm. Lãnh thủy tâm cách xa không có phát hiện lần này biến hóa, chính là nắm chặt nắm tay, đè nén chính mình tuyệt vọng cùng ấy nấy. Chờ nàng rốt cục ngẩng đầu, cố lấy dũng khí tính toán nhìn về phía bé bỏng bạn cùng phòng khi. Nàng kinh ngạc phát hiện đối phương cư nhiên ra sức triều chính mình chạy tới. Mà tiểu hoán hùng còn ở lại tại chỗ xa xa xem, cũng không đến đuổi bắt chính mình con mồi. Đồng thời, nàng trong tay còn nắm một cái bén nhọn bút, kết hợp nàng trên mặt hung ác biểu cảm, lãnh thủy tâm không khó tưởng tượng nàng muốn làm chút cái gì nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này hướng đến bé bỏng khả nhân bạn cùng phòng cư nhiên hội lựa chọn làm như vậy. Nàng ẩn ẩn cảm thấy trái tim băng giá. Nhưng hiện tại không phải đắm chìm ở chính mình cảm xúc trung thời điểm, nàng rất nhanh theo bục giảng thượng chạy đi, ý đồ tránh né từng đối nàng thân cận bạn cùng phòng công kích. Nhưng mà, nàng bạn cùng phòng hôm nay tự hồ tổng yếu nhường nàng ngoài ý muốn. Ở lãnh thủy tâm trốn sau khi đi, bé bỏng bạn cùng phòng không chỉ có không có tiếp tục đuổi giết, còn nhanh chóng đi đến cổ chỗ địa phương, yên lặng đứng ở bên cạnh. Hiện tại ta là kích trống nhân, ngươi không thể giết ta. Nàng cuồng loạn đối tiểu hoáng hùng gào thét. Tiểu hoáng hùng nghe thế điên cuồng thanh âm cũng là giữ tận cười to, điên cười điên triều nàng đi tới, chính là lúc này đây nó đi rất nhanh. Như vậy tốc độ, cũng không phải thừa nhận bé bỏng bạn cùng phòng là kích trống nhân sau sẽ có tốc độ bé bỏng bạn cùng phòng có ngốc cũng ý thức được đối phương lúc này không nói chuyện tuyệt không ý nghĩa cam chịu mà nàng là tuyệt đối đánh không lại tiểu hoáng hùng chỗ này cũng bị không khí tường vây quanh thế nào chạy đều chạy không ra được thậm chí chỉ cần tiểu hoáng hùng tưởng nó có thể lại thi triển phía trước như vậy quỷ dị tốc độ nháy mắt bắt được nàng xử quyết nàng đã không có đường sống chính là vẫn là vô pháp buông tha cho dãy dụa nàng ngồi thân mình đối với lãnh thủy tâm vừa khéo có thể nhìn đến góc độ phẫn hận gào thét dựa vào cái gì dựa vào cái gì kích trống chính là ngươi dựa vào cái gì liền ngươi một cái có thể không cần tử bằng là tiểu hoán hùng đối nàng khoan dung cùng nàng kia một khắc dũng khí lãnh thủy tâm tin cường ý thức được nàng chính là ở thống khổ phát tiết cũng không cần trả lời nàng tưởng muốn tiến lên đi qua an ủi lại vẫn là kiên kỵ bé bỏng bạn cùng phòng trong tay hung khí mà người kia quả nhiên không đợi nàng trả lời liền tiếp tục kêu khóc đứng lên bình thường nam sinh thích ngươi cho dù thế nào cái quỷ gì này nọ đều thiên vị ngươi ngươi đến cùng tính cái gì a à? mấy năm ghen tỵ tại giờ phút này bùng nổ có vẻ muốn nhiều xấu xí có bao nhiêu xấu xí bé bỏng bạn cùng phòng cũng biết điểm này cũng đã không cần nàng tự dễu cười cười thậm chí không muốn nhìn tiếng đến xử phạt tiểu hoáng hùng ngươi không phải là ý vào đẹp mắt sao? Ngươi là cố ý đi. Lần đầu tiên ngươi liền sao trung ta, lúc này đây ngươi lại tuyển ta, ngươi tuyệt đối là cố ý đi. Nàng phẫn hận gào thét, tự hồ phải lãnh thủy tâm ăn sống nuốt tươi. Ta không phải cố ý. Lãnh thủy tâm hết đường chối cãi, trong lòng biết hiện đang nói cái gì đều không dùng xong, lại vẫn là cố chấp cường điệu một câu, thật sự, ngươi tin tưởng ta. Tốt. Bé bỏng bạn cùng phòng chọc ghẹo kinh hỉ ngẩng đầu lãnh thủy tâm, muốn ta tin tưởng ngươi có thể. Ngươi đem kích trống vị trí tặng cho ta, ngươi thay thế ta đi tìm chết, ta liền tin tưởng ngươi. Lần này, lãnh thủy tâm khiếp sợ xem nàng, hoàn toàn không nghĩ tới nàng hội đưa ra như vậy yêu cầu. Nên nhường xuất vị tử sao? Nếu là vì cứu bé bỏng bạn cùng phòng, nàng nguyện ý nhường ra. Khả nhường nàng thay thế bé bỏng bạn cùng phòng đi tìm chết nàng thế nào cũng làm không được nàng cho tới bây giờ đều là một cái sẽ không dễ dàng buông tha cho nhân huống chi là buông tha cho chính nàng tánh mạng lãnh thủy tâm bất đắc dĩ mà thê lương lắc lắc đầu không đành lòng xem đã điên cùng bạn cùng phòng không biết chính mình còn có thể làm chút cái gì mà lúc này tiểu hoáng hùng chạy tới hai người trung gian không biết xuất phát từ loại nào mục đích nó đột nhiên mở miệng muốn vị trí sẽ thưởng trò chơi đều kết thúc ngươi nhất định đã chết còn làm nhiều chuyện như vậy chính là ngươi không đúng rồi. Nói xong, nó mạnh nhảy đến bé bỏng bạn cùng phòng trước mặt, cắn đứt nàng cổ. Sự phát đột nhiên, bé bỏng bạn cùng phòng cuối cùng liên một tiếng thét kinh hãi đều không có thể tới kịp phát ra liền thân thủ chia lìa. Khi trong nháy mắt, nàng máu tươi như yên hoa bàn tản ra, sái đến lãnh thủy tâm trên người, sái đến chung quanh thượng, đem điều này thật đáng buồn bục giảng nhuộm đẫm vô cùng huyết tinh khi đỏ tươi máu rõ ràng là ấm áp, lại chỉ làm cho lãnh thủy tâm cảm thấy xâm nhập cốt tủy hàng ý. Lại một người đã chết. Người này vẫn là cùng nàng đãi ở cùng nhau lâu nhất, thân mật nhất bạn cùng phòng. Nếu có thể, nàng thật sự không hy vọng nàng đối bạn cùng phòng cuối cùng trí nhớ là như vậy không chịu nổi. Kế tiếp đâu? Kế tiếp lại hội có bao nhiêu người chết đi đâu? Thật muốn như tiểu hoáng hùng nói như vậy, đoàn diệt sao? Nói vậy, này trò chơi còn có cái gì ý nghĩa đâu. Tiếp tục đi xuống chính là nhường nàng một người gánh vác ấy nấy sống đến cuối cùng. Thậm chí khả năng liên tiểu hoán hùng đều là lừa nàng, cuối cùng liên nàng đều phải tử. Tuyệt vọng. Thật sâu tuyệt vọng. Nàng tự hồ có thể cảm nhận được lúc trước, trương ca kia đờ đẫn biểu cảm lặng xuống tàn phức tạp cảm xúc. Nhưng mà nàng thân hình vẫn là bình tĩnh. Cùng với tiểu hoán hùng mệnh lệnh thanh, nàng lại thống khổ đánh đứng lên. Nàng lãng đảng sao, không biết khi nào nên đình chỉ, cũng không biết nên tuyển ai làm cái kia đáng thương trúng thưởng nhân sĩ. Nàng nghĩ tới nhắm mắt sao trốn tránh lần này hết thảy. Khả vạn nhất nàng đình chỉ thời điểm đầu vừa khéo rơi xuống đất làm sao bây giờ? Lấy phương thức này đoàn diệt là tối không thể nhận đi. Cho nên nàng chỉ có thể bị động nhận lần này hết thảy, tận mắt thấy chính mình chôn vùi đồng học nhóm. Nghĩ thông suốt sau, nàng bỗng nhiên cảm thấy lần này hết thảy đều là bẫy. Kỳ thật tiểu hoáng hùng đã sớm đoán được nàng sẽ nghĩ sao biện pháp lợi dụng quy tắc lỗ hổng đi cứu những người khác, khả nó nhưng không có ngăn cản, mà là tự tay cho nàng hạ này bộ. Nó trước cho nàng hy vọng, nhưng nàng thoải mái mà giải cứu mọi người, cũng nhường mọi người cảm kích nàng. Sau đó chính là thu hồi nó cấp quyền lực, nhưng nàng bị bắt luôn vì thay nó tuyển nhân gián tiếp hung thủ, nhưng mọi người từ cảm kích chuyển vì phẫn hận không có người có thể nhận sinh hy vọng bỗng chốc hóa thành hư ảo tuyệt vọng trên lệch đại gia hội đem lần này trên lệch toàn bộ tính ở nàng lãnh thủy tâm trên đầu vừa rồi bé bỏng bạn cùng phòng chính là tốt nhất ví dụ hiện tại nàng cũng là như thế nàng bắt đầu hối hận khởi làm này sao cổ người khả nàng cũng không có thể buông tay một khi buông tay nàng liền luân vì truyền đầu nhân đến lúc đó tùy thời có khả năng tử vong hiện tại nàng ít nhất có thể tự bảo vệ mình cùng với nhường nàng để ý nhân trễ một chút tử. Mỗi một lần đụng tới truyền đến Trương ca hoặc là Lam trúc thời điểm, nàng đều sẽ phá lệ chú ý tránh cho điểm đến bọn họ. Bạn cùng phòng bi kịch, nàng không hy vọng ở trên người bọn họ tái diễn. Thủ nhi đại chi là cái khác đồng học đều bởi vì nàng lần này tư tâm mà đã chết. Nàng, nàng từ này cửu. Trốt cục, cuối cùng chỉ còn Lãnh Thủy Tâm, Trương ca, Lam trúc ba người còn sống bọn họ chung quanh phủ kín thi thể cùng đã khô cạn máu. Trường hợp so với lãnh thủy tâm từng ở trên TV xem qua chiến trường hình ảnh còn muốn ghê tởm cùng huyết tinh. Nhưng mà ba người đều như là ở hoàn cảnh như vậy trung thói quen, cũng như là biến thái, cư nhiên còn có thể khổ cười ra. Giờ khắc này, nhưng lại cho lãnh thủy tâm một loại quyết chiến cảm giác. Trừ bỏ kích trống nàng, truyền đầu chỉ còn lại có hai người. Kế tiếp bộ phận nói là truyền đầu, kỳ thật càng như là ở hai người này trung làm ra tầm quan trọng lựa chọn. Đối lãnh thủy tâm mà nói, ai quan trọng hơn? Không hề nghi ngờ là nàng bạn trai Lam Trúc. Như vậy, muốn liền như vậy hại chết, trương ca, sao? Lãnh thủy tâm vô pháp thản nhiên nhận. Nàng nhớ tới người này phía trước vì còn sống từng như vậy liều mạng sử xuất cả người chiêu thức. Mà như vậy liều mạng vứt bỏ tôn nghiêm vứt bỏ hết thảy, thật vất vả đổi lấy sinh tồn sẽ nhân nàng mà tan biến nghĩ như vậy, nàng còn có chút không hạ thủ được. Huống chi người này còn giúp qua nàng nhiều lần như vậy, phía trước còn đánh bạc mệnh đến cùng tiểu hoán hùng quyết nhất tử chiến, ý đồ cứu vớt mọi người. Như vậy một người là không chết tiệt. Khả Lam Trúc, nàng đồng dạng vô pháp buông tha cho. Nhưng là tuyển trương ca thì thế nào đâu? Nàng hay là muốn tiếp sao cổ? Lam Trúc, vẫn là sẽ chết. Nàng không chỉ là vô pháp lưỡng toàn, nàng căn bản là một cái cũng cứu không được. Tiểu Hoáng Hùng cũng nhận thấy được ba người cảm xúc giao phong, vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng đứng ở bên cạnh, cũng không thúc giục lãnh thủy tâm, tự hồ ở chờ bọn hắn thương lượng hảo. Tuyển ta đi. Cuối cùng, vẫn là cái kia quên mình vì người, trương ca, chủ động nói ra xuất ra. Không thể không nói hắn chủ động nhường ở đây tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp nếu nồng đậm ấy nấy lãnh thủy tâm còn tưởng nếu nói cái gì đó lại bị trương ca ngăn trở ta có tự mình hiểu lấy biết đối với ngươi mà nói ai quan trọng hơn a à, lãnh thủy tâm khổ sở nghĩ trận này trò chơi chung quy chân chính biến thành nàng tuyển ai tử trò chơi nàng cũng chân chính thành giết người hung thủ xem trên tay luôn luôn không có lau sạch sẽ vết máu nàng không khỏi hồi tưởng lần này mặt trên đến cùng có mấy cá nhân vết máu đâu có lẽ toàn ban nhân tử đều nên tính ở trên đầu nàng mắt thấy ba người đã thương lượng hảo tiểu hoán hùng lưu loát tựa đầu vứt cho trương ca mệnh lệnh lãnh thủy tâm tiếp tục sao cổ lúc này tay nàng sớm nổi lên bọc nước thậm chí nhân trường kỳ phát lực chảy ra máu tươi thứ nhất hạ sao đi xuống tay nàng như là muốn liệt giống nhau lúc này đầu còn đang trương ca trên tay nàng chỉ cần đình chỉ là tốt rồi hãy nhìn hắn kia vẻ mặt thuần lương cùng lý giải bộ dáng lãnh thủy tâm liền không đành lòng làm như vậy, nàng dơ lên công cụ, gõ thứ hai hạ. Nên kết thúc. Thứ ba hạ thời điểm, nàng chuẩn bị dừng lại. Trương ca nhưng không có tiếp tục cầm lấy đầu. Hắn đột nhiên một cái mảnh phao tựa đầu vải ra một đoạn khoảng cách, sau đó giống bé bỏng bạn cùng phòng giống nhau hướng nàng vọt tới. Ta đoạt lấy đến là có thể làm kích chống người đi. A. À hắn ngoan nghẹn một hơi hướng tiểu hoáng hùng gào thét tiểu hoáng hùng cấp ra khẳng định trả lời tiếp tục xem diễn trung lần này nhưng làm lãnh thủy tâm dọa đến đáng kể hoảng sợ đã nhường nàng bị bắt bồi dưỡng ra tùy thời bình tĩnh năng lực nàng tin tưởng ý thức được chính mình không thể giống lần trước giống nhau chạy trốn bởi vì vừa rồi kích trống cũng chưa kết thúc không có người bị lựa chọn hơn nửa đầu cũng bị trương ca phao đến thượng không có người nhặt lên đến lúc này nếu chạy trốn, thì phải là dừng tiếng trống. Tiếng trống đình chỉ, không có người cầm đầu chính là đoàn diệt. Trương ca, tuyển định chính là này thời cơ. Hắn đổ lãnh thủy tâm không dám đoàn diệt, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục sao cổ, mặt hắn cướp đi kích trống nhân vị trí. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 28 28 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 28 28 lãnh thủy tâm nghĩ thông suốt lần này hết thảy, lại không hề ứng đối biện pháp, chỉ có thể tùy ý trương ca vọt tới, mà nàng còn phải tiếp tục kích trống. Đãi này tiếp cận khi, lãnh thủy tâm mới phát hiện trương ca không biết khi nào cư nhiên cũng sau lưng ẩn giấu một phen tiểu đao, có thể là phía trước xem nam sinh nhị hào dao nhỏ đối tiểu hoáng hùng vô dụng sau giấu đi đi. Cái chui này tiểu đao tuy rằng đối tiểu hoán hùng vô dụng, đối lãnh thủy tâm như vậy người thường vẫn là thập phần hữu dụng. Chỉ thấy hắn tàn nhẫn đem tiểu đao để ở lãnh thủy tâm trên cổ, mà lãnh thủy tâm còn nhịn được thủ bộ đau nhất tiếp tục đánh, căn bản vô pháp không ra tay đến phản kháng. Hắn đến cùng muốn như thế nào đổi vị đâu. Là muốn trực tiếp một bàn tay đổi một bàn tay vô khâu hàm tiếp. Mà nếu quả là như vậy ôn hòa xử lý phương thức, Hắn làm chi muốn vừa lên đến liền làm như vậy nguy hiểm động tác. Lãnh Thủy Tâm không rảnh lo sợ, bắt buộc chính mình bình tĩnh nghĩ. Lập tức, nàng đã nghĩ thông, Trương ca tí tưởng, có chút khó có thể tưởng tượng hắn cư nhiên hội như thế ti bỉ. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Trương ca liền chuyển dời đến nàng phía sau, đồng dạng dùng tiểu đao để cổ tựa hồ chuẩn bị tùy thời kết thúc nàng tánh mạng mà hắn đối mặt đúng là không biết khi nào đã đuổi theo đi lại lại bị uy hiếp đứng ở tại chỗ lam trúc lam trúc ngươi có vẻ luôn luôn đều không có tiếp nhận đâu. trương ca nói xong cố ý ở lãnh thủy tâm trên cổ hoa hạ một đạo vết máu thành công dẫn phát rồi lam trúc thật sâu nhíu mày nàng đối với ngươi thật tốt a à. lãnh thủy tâm xem vẫn cứ nằm trên mặt đất kia khỏa đầu trên tay động tác vẫn là không thể đình chỉ cũng không có cách nào khác phân tâm đối phó phía sau nhân ngươi đến cùng muốn làm gì nàng phẫn nộ hỏi hoàn toàn không nghĩ ra này từng người hiền lành làm sao có thể biến thành như bây giờ ta chính là không muốn chết ta nghĩ thông suốt ta cái gì đều không cần ta hiện tại đã nghĩ còn sống cho nên ta không thể nhận ngươi đem ta tuyển tử ta muốn tự tay tuyển tử các ngươi trung trung thủ bại lộ trương ca vẫn lưu lại kia một tia do dự lãnh thủy tâm tận lực vẫn duy trì chính mình bình tĩnh lại vẫn là nhịn không được mồ hôi lạnh nhắm thẳng hạ giọt. Hiện tại, ngươi tưởng ta thế nào thoái vị cho ngươi? Không không không, ngươi hiện tại không cần nhường. Ngươi cho ngươi hảo bạn trai đi đem cái kia đầu nhặt, sau đó dừng lại là đến nơi. Trương ca, trong thanh âm lần đầu xuất hiện cực đoan tàn nhẫn cùng oán độc. Này trò chơi đưa hắn ra tấn quá sức, cũng đưa hắn triệt để cải biến. Đổi thành trước kia hắn, nơi nào hội làm ác độc như vậy mà ti bỉ chuyện. Lam Trúc nhận đến uy hiếp vô pháp tùy ý hành động, Lãnh Thủy Tâm hiện tại có thể làm chỉ có sao cổ. Nàng không thể không xin giúp đỡ bàn nhìn phía duy nhất có thể tự do hoạt động tồn tại, Tiểu Hoáng Hùng. Khả kia chỉ luôn luôn đối nàng so đối những người khác muốn cốt chút Tiểu Hoáng Hùng giờ phút này lại chính là xem diễn, vẫn chưa làm ra cái gì phản ứng. Lãnh Thủy Tâm cười khổ một tiếng, vẫn chưa như Trương Ca, theo như lời nhường Lam Trúc đi nhặt đầu. Nhường Lam Trúc cầm đầu sau đó nàng đình chỉ, đó không phải là nhường lam trúc tử sao. Đến lúc đó, Trương Ca lại dựa vào cái chui này tiểu đao đoạt lấy kích trống nhân vị trí. Thậm chí không cần thưởng, trực tiếp giết nàng có thể sống sót. Lần này tính toán đánh thật sự hảo. Chỉ sợ phía trước quên mình vì người cũng là đang dối gạt nàng đi. Trương Ca hành động triệt để dập nát nàng đối người kia tin tưởng. Nàng không đồng ý nhường lam trúc tử, chẳng sợ trương ca hiện tại liền lao nàng cổ nàng cũng không thể nhường lam trúc như vậy bị bắt chết đi lam trúc cũng là như thế hắn không đồng ý nhìn đến nhà mình bạn gái chịu nhân uy hiếp chỉ có thể phục tùng triều kia khỏa đầu đi đến nhậm lãnh thủy tâm như thế nào phát ra tiếng ngăn cản hắn cũng không nghe lãnh thủy tâm không thể nghi ngờ là cảm động khả cũng biết tại như vậy làm cho người ta điên cuồng trò chơi trung cảm động cái gì dùng đều không có nàng nên làm là tiết kiệm này đó vô dụng công làm chút chân chính có dùng chuyện dần dần nàng không lại la lên không lại mâu thuẫn phía sau nhân mà đem toàn bộ tâm tư đặt ở giải cứu lam trúc trên vấn đề này nàng đầu óc điên cuồng vận chuyển đứng lên không ngừng suy xét lúc này còn có cái gì tốt biện pháp giải quyết trương ca thấy nàng nhanh như vậy liền bình tĩnh xuống dưới hơi có chút cảm khái ngươi quả nhiên vẫn là sợ chết có người cho ngươi tử ngươi cao hứng vô cùng đi nói xong lời cuối cùng, hắn lại có chút nghiến răng nghiến lợi ý tứ, cùng dĩ vãng cái kia nhiệt tình thiện lương hắn tưởng như hai người. Nếu là muốn nhường hắn vì ta mà tử, ta sẽ không cao hứng. Nhưng nếu là hiện tại ngươi trong lời nói, ta chỉ sợ hội. Lãnh thủy tâm lạnh lùng nói xong, trong lòng không bao giờ nữa tồn đối, trương ca, ôm nhu, một cái có chút ác độc kế hoạch trong lòng nàng sinh ra. Đã ngươi bất nhân, liền chớ có trách ta bất nghĩa vì sinh tồn đi xuống, nàng không để ý đối này đã hoàn toàn xa lạ, trương ca, tàn nhẫn, cũng không để ý đánh bạc hết thảy, chỉ hy vọng Lam Trúc có thể lĩnh hội nàng ý tứ. Trương ca, ta không nghĩ hắn chết. Nàng điều chỉnh cảm xúc, tận lực lấy nhu nhược ngữ khí nói ra những lời này. Đều giờ phút này, còn nói loại này đường hoàng trong lời nói. Trương ca châm chọc, trên tay tiểu đao hơi chút thả lỏng chút. Ta muốn thay thế thay hắn lấy cái kia đầu, thay thế hắn chết. Lãnh thủy tâm như vậy bình tĩnh nói xong, trong mắt cũng là chật nít nước mắt. Hắn không sẽ đồng ý. Trương ca bị kia nước mắt dọa sững, có chút động dung, lại vẫn là sắc bén địa điểm ra điểm này. Cho nên ta muốn cho hắn bả đầu đá đến, sau đó ta chém giết đi lại thay thế hắn chết. Lúc ta đi ngươi tiếp tục kích trống là đến nơi. Lãnh thủy tâm cấp ra chính mình đề nghị, cũng trong lòng biết trương ca không sẽ đồng ý nàng không nhìn trương ca cự tuyệt trực tiếp lớn tiếng về phía lam trúc hô lam trúc ngươi trăm ngàn đừng lấy tay cầm đầu từng bước một bả đầu đá đến hắn không tha nhân ngươi sẽ không chạm trán bằng không hắn tùy thời khả năng bắt buộc ta dừng lại do đó hại chết ngươi còn không phóng con người của ta chất lần này quả thật là khả năng nếu trương ca là một cái đủ ti bỉ nhân hắn nhất định sẽ chọn dùng biện pháp này không chỉ có có thể trực tiếp giết chết con tin còn có thể nhường Lam Trúc không có chạy trốn cơ hội. Dù sao con tinh vừa chết, cổ dừng lại, Lam Trúc muốn bị xử tử người. Đến lúc đó hắn chính là một hòn đá ném hai chim, bỗng chốc trừ bỏ hai đại uy hiếp. Trương ca kinh ngạc nghe lãnh thủy tâm nói ra hắn đều không nghĩ ra được tàn nhẫn kế hoạch, lại là kích động, lại là đối lãnh thủy tâm cải biến cái nhìn. Nhưng như thế làm càng lãnh thủy tâm hắn cũng không dám quá mức cường ngạnh đối đãi e sợ cho nàng đột nhiên trạng thái không đối dừng lại kích trống lúc này lãnh thủy tâm còn ngại lợi thế không đủ trực tiếp đưa lưng về phía hắn nói một câu ngoan nói nếu ngươi liên điểm ấy yêu cầu đều không đáp ứng ta liền trực tiếp đình chỉ chúng ta cùng nhau đoàn diệt chỉ nếu không có người cầm trên tay đầu trương ca cũng không dám chủ động thưởng vị trí bằng không lãnh thủy tâm một cái không cẩn thận liền đình chỉ đại gia đều ngoạn hoàng không nghĩ tới ngươi cũng là cái ngoan nhân. Trương ca nghiến răng nghiến lợi nói xong, lại không có cách nào khác lại nhiều can thiệp. Hắn chỉ có thể cảnh giác xem Lam Trúc một cước một cước đem cái kia giữ tận đầu người đá đến. Mà hắn phía trước lãnh thủy tâm lại bởi vì trường kỳ kích trống càng ngày càng mệt, tầm nhìn càng ngày càng mơ hồ, cổ sao càng ngày càng nhẹ, giống như tùy thời hội ngủ. Tại đây mơ hồ trong tầm mắt, nàng vui mừng nhìn đến Lam Trúc cách nàng càng ngày càng gần. Nếu không phải trên cổ còn giá đao, nàng thật sự rất muốn cứ như vậy tiến lên xác nhận hắn an nguy. Nàng nhìn đến hắn vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, cũng dựa theo nàng nói luôn luôn không cần dùng tay cầm đầu, nhất thời thập phần vui mừng cùng an tâm. Cái loại cảm giác này nhường nàng suýt nữa thật sự bởi vì qua cho mệt nhọc mà ngủ. Nhưng là không được, hết thảy còn chưa có kết thúc, kế tiếp là mấu chốt nhất, cũng tối hung hiểm khâu đoạn. Mà này này khâu đoạn trung mặt kệ là nàng vẫn là Lam Trúc đều đắc dụng đem hết toàn lực tài năng sinh tồn xuống dưới. Đến cùng, Lam Trúc có hay không lĩnh ngộ nàng kia vẫn chưa nói ra ý tưởng cùng kế hoạch đâu. Như vậy thật sự được không? Hoàn toàn không có câu thông, hắn thật sự có thể phối hợp đi lên sao? Nếu hắn phối hợp không xong, kia nàng nhất định sẽ tử. Mà nếu không chấp hành này kế hoạch, tử tắc sẽ là Lam Trúc, sau đó là nàng nàng nói cái gì cũng không thể buông tha cho này kế hoạch nghĩ như vậy nàng yên ổn quyết tâm thần bắt đầu tích tụ tinh lực trương ca xem như vậy bình tĩnh không nói một lời lãnh thủy tâm một lòng cho rằng nàng là đã tâm đã chết buông tha cho liền đem toàn bộ cảnh giác đều đặt ở lam trúc trên người mắt thấy lam trúc khoảng cách bục giảng chỉ còn hai thước hắn nắm thật chặt trên tay đao uy hiếp lam trúc dừng lại lam trúc nghe lời làm theo trương ca phi thường vừa lòng cơ hồ muốn đắc ý cười rộ lên hiện tại đều như vậy gần ngươi sẽ không cần lại qua trực tiếp bả đầu nhặt lên đến nói xong hắn bất an nhìn về phía lãnh thủy tâm e sợ cho này hiện trường duy nhất có thể ảnh hưởng lam trúc nhân lúc này lại ra cái gì đường rẻ dù sao nàng phía trước nói muốn muốn cướp quá mức thay thế lam trúc đi tìm chết mà hắn hiện tại vi bối nàng ý tứ tưởng trực tiếp nhường lam trúc đi tìm chết đáng tiếc lúc này đây hắn như củ phỏng chừng sai lầm. Lãnh thủy tâm cái gì cũng chưa nói, như trước trầm mặt, bất động thanh sắc. Ngược lại là Lam Trúc rốt cục phản kháng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng dùng chân đè nặng kia khỏa đầu, khiêu khích xem trương ca. Ta cùng thủy tâm ý kiến là giống nhau. Ở ngươi phóng nàng phía trước, ta không biết dùng thủ đi nhặt lần này khỏa đầu. Dù sao, ngươi thoạt nhìn tùy thời hội giết chết ngươi trên tay con tinh A, ta khả không hy vọng ta bạch tử. Trương Ca bị hắn lần này kiêu ngạo thái độ khí đến, nói đánh trả nói: "Ngươi không chiếm đứng lên, ta hiện tại liền đoạt lấy cổ giết nàng. Có thể a?" À. Lam Trúc trả lời phi thường mau: "Ngươi đoạt lấy cổ giết nàng quả thật có thể tránh cho đoàn diệt, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới ta vĩnh viễn không phối hợp tình huống đâu?" "Cái gì?" Trương Ca hoàn toàn bị Lam Trúc mang đi tiết tấu, mồ hôi lạnh chậm rãi theo cái trán dọc xuống dưới ngươi dám giết nàng ta liền vĩnh viễn không chiếm lần này khỏa đầu ta nhìn thấy để là ngươi sao cổ sao đến tử vẫn là ta bị ngươi ngao tử ngươi muốn hay không đến thử xem lam trúc ác liệt cười xem càng ngày càng bạo đi trương ca thậm chí khiêu khích hướng phía trước đi rồi một bước chậm đã dừng lại trương ca kinh hoảng lui về phía sau xem trước mắt không biết là gì tâm tư lam trúc thậm chí sợ hãi ở phát hiện đối phương cũng không nghe hắn uy hiếp thời điểm, hắn càng hoảng, ta gọi ngươi dừng lại. Bởi vì qua cho khẩn trương, hắn thậm chí ở lãnh thủy tâm trên cổ hoa hạ một đạo miệng máu tử. Khi trong nháy mắt, Lam trúc kia sâu thẳm trong con ngươi sống ngầm mãnh liệt nhường hắn không khỏi đánh cái rùng mình. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn đến Lam Trúc, hắn đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Khi ánh mắt giống như là vực sâu giống nhau nhìn chầm chầm mọi người, mà bị kia vực sâu chăm chú nhìn đến hắn luôn theo bản năng muốn chạy trốn, giống như là đụng phải mảnh thú hồng thủy giống nhau. Chú ý ngươi đau. Làm chút nói như vậy, rốt cục ngừng lại. Trên mặt của hắn vẻ tươi cười đều không có. Khi Trương nghiêm túc nghiêm cẩn mặt như trước tuấn tú, lại không hiểu nhường Trương ca cảm thấy có chút dữ tợn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 29 29. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 29 29 thẳng đến lúc này, Trương Ca mới ý thức đến Lam Trúc, lãnh thủy tâm hai người kỳ thật đều so với hắn muốn bình tĩnh, thông minh nhiều. Phiền chán, bất an, sợ hãi chờ các loại phản đối tình cảm không ngừng dũng thượng trong lòng, làm cho hắn vô pháp lại bảo trì bình tĩnh. Hắn phẫn nộ rống ra nhường hắn thâm thấy ngu xuẩn lời nói. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? vì sao đâu rõ ràng kế hoạch tốt làm sao có thể ra nhiều như vậy sai lầm vì sao rõ ràng chính mình hẳn là chiếm hết ưu thế thế nào hiện tại ngược lại khắp nơi bị quản chế cho hai người này trương ca vô pháp bình tĩnh đầu thế nào cũng tưởng không rõ này đó chỉ có thể gắt gao bắt lấy hắn cuối cùng lợi thế lãnh thủy tâm trung trung lại vô pháp lui về phía sau ta đương nhiên là muốn cho ngươi mở nước tâm bị câu hỏi làm Trúc lạnh lùng đáp khả trương ca lại đem đao gần sát lãnh thủy tâm da thịt, ra vẻ không cần lãnh khốc bộ dáng, lại không biết như vậy có thể hay không dọa sửng lam trúc. Nhìn ngươi cũng lo lắng, không bằng chúng ta đều thối lui một bước. Vừa rồi bảo trì trầm mặt lãnh thủy tâm đột nhiên phát ra tiếng, tính toán giải quyết trước mặt dằn co cục diện. Lam Trúc một loạt hành động triệt để đánh vỡ nàng lo lắng. Lam Trúc giống như nàng, không có bởi vì trọng yếu nhân nhận đến uy hiếp mà rối loạn phương tức thậm chí còn có thể lợi dụng chính mình hoàn cảnh xấu đoạt lại chủ đạo quyền. Như vậy hắn vẫn như nàng hiểu biết như vậy bình tĩnh, cơ trí. Chỉ cần hắn có thể bảo trì này trạng thái, nàng kế hoạch nhất định có thể thuận lợi chấp hành. Cho dù không thể, nàng coi như là tạm thời bảo toàn hắn. Thế nào đều thối lui một bước. Quả nhiên, Lam Trúc Phi thường phối hợp hỏi lên. Ngươi lo lắng hắn hội nhân cơ hội giết ta? mà ngươi còn vô pháp đối hắn động thủ sẽ chết, hắn lo lắng ngươi hội không chiếm đầu. Đúng không? Lãnh thủy tâm kéo dài thời gian, nói hướng song phương xác nhận nói. Đối. Không sai. Trương ca biết lãnh thủy tâm nhìn không tới hắn gật đầu, bổ sung một câu. Lam Trúc tắt lại không có dị nghị. Cứ như vậy, Lam Trúc lại đi gần điểm. Sau đó hắn đụng tới đầu thời điểm, ngươi đem ta thả. Khi đó ngươi đã tiếp nhận cổ, chỉ cần ngươi lập tức đình chỉ, hắn không kịp buông tay. Nhưng Trương Ca yên tâm sau, Lãnh Thủy Tâm lại nhìn về phía Lam Trúc, "Lam Trúc, nếu đến lúc đó ta phía sau nhân đem ta giết, ngươi dù sao cũng bị nhân cơ hội tuyển định thành phải chết nhân, liền phiền toái ngươi đến lúc đó giúp ta báo thù. Ta tin tưởng, khoảng cách cũng đủ gần trong lời nói, ngươi sẽ ở tiểu hoáng hùng sát trước ngươi giết hắn." Nói như vậy, ngươi không có ý kiến đi? lam trúc tự hồ suy tư một chút sau đó cười khẽ một tiếng ngươi trong lời nói ta đương nhiên không ý kiến ta có ý kiến trương ca cao giọng vừa quát lại ở tiếp xúc đến lam trúc kia đáng sợ ánh mắt khi lại có chút túng ta thế nào bảo đảm các ngươi hội phối hợp nàng ở ngươi trên tay ta đương nhiên hội phối hợp mà nàng một cái nhu nhược nữ hài tử ngươi trên tay còn có đau ngươi sợ nàng cái gì lam trúc trực tiếp trả lời trương ca nghi hoặc lại bổ vài câu sặc hắn là không phản đối ngươi còn như vậy ta khả năng thật sự hội lựa chọn vĩnh không phối hợp ngươi xác định sao trương ca tự nhiên là không dám hắn sợ làm hết thảy đều là vì mạng sống mà chỉ cần lam trúc này duy nhất có thể nhặt đầu nhân không phối hợp đại gia đều ngoạn hoàng có thể nói hắn hiện tại hoàn toàn là bị quản chế cho lam trúc nếu không phải lam trúc kiên kỵ lãnh thủy tâm an nguy hắn căn bản không có gì đàm phán tư bản cùng với nói hắn tiếp nhận rồi lãnh thủy tâm đề nghị chẳng nói là lãnh thủy tâm cho hắn một cái bậc thềm hạ rất nhanh song phương bắt đầu chấp hành lãnh thủy tâm đề án cuối cùng ở trương ca mãnh liệt phản đối dưới lam trúc đứng ở cách hai người hai bước xa vị trí lãnh thủy tâm như trước bình tĩnh kích trống Trương ca, tắc vương không tay trái tiếp nhận lãnh thủy tâm tay trái dùi trống, tiếp sau lên. Hắn một khác chỉ tay phải nắm đao, chậm chạp không hề động tĩnh. Lam Trúc thấy thế, thập phần phối hợp ngồi xổm xuống, dùng hai tay đè lại trên mặt đầu người. Trương ca nắm chặt lần này trong nháy mắt cơ hội, nhanh chóng dời dao nhỏ, dùng tay phải lưng đem lãnh thủy tâm hung hăng đẩy ra. Phía trước lãnh thủy tâm còn có thử qua, chỉ dùng một cái dùi trống kích trống cũng là có thể cho nên hiện tại, hắn chỉ cần chính mình nắm giữ một cái dùi trống, đem lãnh thủy tâm đẩy ra, tránh cho nàng tiếp tục đánh, sau đó dừng lại tiếng trống là có thể. Nếu không phải còn đang có một tia nhân tính cùng kiên kỵ Lam Trúc báo thù, hắn thậm chí sẽ trực tiếp dùng đao giết chết lãnh thủy tâm. Khả hắn ngàn tính vạn tính cũng không như trước mắt hai người tính kế hảo, cũng coi như lậu một người, lãnh thủy tâm. Lãnh thủy tâm dữ dội thông minh, nàng đã sớm đoán được trương ca sẽ đột nhiên đem nàng đẩy ra, thậm chí động liên tục làm lộ tuyến đều ở trong đầu thiết tưởng rất nhiều lần. Ở hắn ra tay nháy mắt, nàng dùng chân đá mạnh hắn cẳng chân cắt đốt ngón tay, khiến cho hắn thất hành. Tiếp, lãnh thủy tâm lôi kéo tay hắn mượn lực quay lại, mạnh ở cổ thượng đánh một chút, tiếp được vừa rồi tiếng trống. Đồng thời, nàng tay trái còn dùng tẩn cuối cùng khéo kình đem trương ca tay phải đao dở xuống đao cùng với trương ca hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết ban đương một tiếng hạ xuống toàn bộ quá trình không vượt qua hai giây lãnh thủy tâm làm vô cùng nhanh chóng sắc bén phi thường làm cho người ta căn bản không kịp phản ứng ngươi ngươi làm sao có thể trương ca quá mức chấn kinh rồi thế nào cũng không nghĩ tới cái này chính mình trong ấn tượng luôn luôn nhu nhu nhược nhược nữ hài tử cư nhiên là cái luyện công phu vừa rồi kia một tay tràn đầy kỹ xảo cùng thành thạo, nhưng hắn hoàn toàn chiêu không chịu nổi. Còn không chờ hắn đứng lên, một tay kích trống lãnh thủy tâm hung hăng một cước dẫm nát hắn kia yếu ớt nhất, không thể miêu tả mẫn cảm bộ vị, kích thích hắn là rốt cuộc khởi không đến. Mà lúc này, Lam Trúc cũng đã chạy tới lãnh thủy tâm bên người, nhìn xuống thượng hành động không thể, trương ca, lạnh lùng nở nụ cười. Trương ca sâu sắc chú ý tới, Lam Trúc tuy là chạy tới cứu người, trên tay cũng là cầm kia khỏa đáng sợ đầu người. Quả nhiên, tiếp theo dây, Lam Trúc đã đem người nọ đầu tắt ở tại trong lòng hắn. Hắn tự nhiên là giải dụa, khả Lam Trúc là mãn huyết trạng thái, cường ngạnh lấy tay kiềm chế hai tay của hắn, nhưng Trương Ca hai tay cầm chặt kia khỏa đầu người. Tự như Trương Ca lúc trước đối nam sinh nhị hào làm như vậy, giống nhau tàn nhẫn, giống nhau làm cho người ta tuyệt vọng. Trương Ca trong lòng biết chính mình phản kháng không thể, cư nhiên đem hy vọng cuối cùng đặt ở từng bằng hữu, vừa rồi địch nhân, lãnh thủy tâm trên người. Hắn như vậy khát cầu nhìn đối phương, hy vọng lãnh thủy tâm có thể mềm lòng buông tha hắn. Khả lãnh thủy tâm chính là thản nhiên nhìn hắn một cái, sau đó dừng tiếng trống. Vạn lại câu tịch. Khi trong nháy mắt, trương ca tiếng tim đập tự hồ đình chỉ. Hắn nghe được chính mình dùng dập, không chịu khống chế hoảng sợ tiếng hít thở, cũng nghe được luôn luôn yên tĩnh tiểu hoán hùng đột nhiên phát ra điên cuồng mà tà nịnh tiếng cười. Khi trong nháy mắt, át linh bùng nổ, hắn cư nhiên tránh thoát lam trúc chất cốc, ra sức hướng xa xa chạy tới. Khả tiểu hoán hùng lại ở một cái chớp mắt trong lúc đó liền bắt được hắn, đưa hắn ấn ngã xuống đất, khiến cho hắn đối mặt giờ phút này đã đêm đen đến bầu trời cùng cười quỷ dị tiểu hoán hùng. Như vậy, ngươi lần này cần biểu diễn cái gì tài nghệ đâu? Tiểu hoán hùng tự hồ còn tưởng ở cuối cùng trêu cực một chút hắn, rõ ràng nói qua không cần lặp lại tài nghệ, lại như vậy đề nghị nói, nếu ngươi còn có thể học cẩu kêu, nói không chừng ta sẽ cho ngươi tử thoải mái điểm Nga, trương ca, sửng sốt một chút, nghe rõ nó ý tứ sau, mạnh lắc đầu khóc, khóc đến sau này thậm chí bắt đầu điên cuồng mà cười khổ, cự tuyệt tiểu hoán hùng đề nghị. Gặp quỷ đi thôi. Sớm mất đi rồi tôn nghiêm hắn không muốn ở cuối cùng còn nhường tiểu hoán hùng như thế đùa bỡn nhất là ở nó đùa bẩn sau vẫn sẽ dứt tình huống của hắn hạ. Chỉ có ngốc tử mới chịu đáp ứng đi. Tả hữu bất quá là cắn cổ vừa chết mà thôi. Trương ca ở cuối cùng rốt cục kiên cường lên. Bên kia lãnh thủy tâm đã thoát lực ngồi dưới đất nghỉ ngơi, xa xa xem bên này, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Trương ca đã nhất định đã chết. Kế tiếp cũng chỉ thừa lam trúc cùng chính mình hai người, nên làm như thế nào đâu. Lam Trúc lại là nghĩ như thế nào đâu. Hắn nhất định cũng tưởng sống sót đi. Có lẽ nàng nên thành toàn hắn, đem kích trống vị trí tặng cho hắn. Nhưng là, nàng cũng không thể ngoại lệ. Thập phần lo sợ tử vong. Mặc dù không đến mức giống trương ca như vậy không từ thủ đoạn điên cuồng làm việc, nhưng nhường nàng chủ động hy sinh chính mình đổi lấy Lam Trúc sinh tồn. Chính nàng đều không xác định có thể làm được hay không nàng chỉ có thể như vậy tỉnh tọa tùy ý Lam Trúc xử lý nàng trên cổ tiểu miệng vết thương, trầm mặt xem trương ca ở sinh mệnh ở cuối cùng biểu hiện. Tiểu hoán hùng thanh âm cũng rất nhanh truyền tới. A, à, ngươi cư nhiên trở nên không nghe lời A. À. Ít nói nhảm, thống khoái chút cắn chết ta A. À. Trương ca, trong thanh âm rốt cục không có sợ hãi. Lần này tự hồ nhường tiểu hoán hùng có chút không hờn giận. Nó ngừng hai giây tài tiếp tục làm người ta kinh cụ lời nói. Ta vừa mới suy nghĩ hạ, kế tiếp kích trống nhân vẫn là lãnh thủy tâm, còn lại truyền đầu cũng chỉ thừa một người, vậy không cần thiết truyền đầu. Cái gì? Có thể nghe được xuất ra, trương ca trong thanh âm cư nhiên còn có thiên chân kinh hỷ. Hắn tự hồ cho rằng tiểu hoáng hùng có như vậy một chút khả năng buông tha hắn, dù sao nó không cần thiết đầu người. Khả lãnh thủy tâm cũng là tự dễu cười cười, trong lòng biết này tiểu hoáng hùng nào có hảo tâm như vậy hơn nữa tiểu hoán hùng phía trước mới nói qua nếu ngươi còn có thể học cẩu kêu nói không chừng ta sẽ cho ngươi tử thoải mái điểm nga nói như vậy trương ca đã cự tuyệt nó thế nào có khả năng nhường hắn tốt hơn đâu ta nói ta không cần thiết đầu ngươi cho nên thân thể của ngươi ta có thể tùy tiện xử trí đâu tiểu hoán hùng lạnh như băng điện tử âm là như thế tàn khốc kế tiếp hình ảnh lãnh thủy tâm không đành lòng lại nhìn kế tiếp tiếng kêu thảm thiết nàng lại thế nào cũng đổ không được. Cận nghe kia thanh âm, nàng chỉ biết trương ca tở sinh mệnh cuối cùng chịu được dài hơn lâu, nhiều tàn khốc tra tấn. Khi giữa tiếng kêu gào thê thảm tràn đầy sợ hãi cùng hối hận ý tứ hàm xúc, nhưng nàng nghe trong lòng kinh khiếp. Nàng không khỏi suy tư một vấn đề. Dựa theo tiểu hoáng hùng cách nói, kế tiếp nàng vẫn là kích trống nhân không cần tử, tử nhất định là lam trúc. Khi có không có khả năng, nó cũng sẽ như vậy đối phó Lam Trúc đâu. Dù sao nó cũng không cần thiết cuối cùng một người đầu. Tử vong loại này này nọ là mờ mịt. Nếu là một ngụm cắn đứt cổ bị mất mạng, nghe qua còn giống như không như vậy tàn khốc. Nhưng nếu nàng sinh tồn đổi lấy là Lam Trúc nhất định tử vong cùng trước khi chết như thế khủng bố thống khổ. Nàng lại nên như thế nào lựa chọn? Nếu nàng lựa chọn buông tha cho sinh mệnh, tiểu hoáng hùng lại lại như thế nào đối phó nàng đâu? nàng khó có thể tưởng tượng đồng dạng khổ hình gây ở trên người nàng là thế nào thống khổ như vậy phản kháng lại như thế nào đâu tuy rằng cuối cùng dựa vào chính mình lén luyện phòng thân thuật xoay ngược lại kết liễu cục nàng lại không tin tưởng có thể dựa vào này đó đánh thắng như thế quỷ dị tiểu hoáng hùng mặc kệ thế nào luôn phải có nhân tử hết thảy đều quyết định bởi cho nàng có hay không yêu lam trúc còn hơn yêu chính mình như là trước khi chết đèn kéo quân giống nhau Nàng cùng Lam Trúc ở chung từng chút từng chút một màn mạc hiện lên ở trong đầu. Nàng đột nhiên phát giác bọn họ hai người cho tới bây giờ đều là giống vừa rồi như vậy ăn ý phi thường. Mọi người chung, nàng cùng Lam Trúc ở chung nhất tự nhiên, nhất vui vẻ. Giống như một ánh mắt, một cái đối mặt, bọn họ có thể lẫn nhau biết đối phương. Nếu như vậy một người chết đi, vẫn là nhân nàng mà tử, nàng là không thể nhận. Hơn nữa nàng nâng lên kia chỉ nhiễm huyết thủ, yên lặng hồi tưởng bị nàng lựa chọn mà chết đi những người đó. Nhiều lắm, chết đi nhân đã nhiều lắm, nàng không đồng ý tại đây cái danh sách mặt trên hơn nữa chính mình yêu nhất một người. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 30 30 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 30 30 ở tiểu hoáng hùng tận hứng chỗ lý hoàng cái kia người đáng thương sau, lãnh thủy tâm do dự mà, lại vẫn là nói ra kia đối nàng tuyệt đối bất lợi thỉnh cầu. Nhưng mà, không thể Nga, hắn không đồng ý làm kích trống nhân trong lời nói, cũng chỉ có thể là ngươi kích trống. Tiểu hoáng hùng xem cố chấp lẫn nhau muốn bảo toàn đối phương hai người, cấp ra lần này chỉ làm cho Lam Trúc vừa lòng đáp án. Tiểu hoáng hùng mệnh lệnh là vô pháp cải lại. Lúc này đây, nàng còn phải kích trống, hơn nữa một khi nàng dừng lại, nhất định chính là Lam Trúc đã chết. Lam Trúc thậm chí đều không cần thiết cầm đầu, chỉ cần chờ nàng dừng lại là có thể. Rất choáng váng, rất choáng váng, vì sao nên vì ta hy sinh chính mình? Vì sao sẽ không ích kỷ một chút? Vì sao ta cư nhiên còn có như vậy một chút sinh may mắn? Nếu ngươi đã chết, về sau hại chết toàn ban nhân ta nên thế nào sống sót? Vì sao ngươi muốn cho ta ở đáng chết vong danh sách thượng hơn nữa một cái không mong muốn nhất hơn nữa tên đâu? Nàng rất nghĩ hỏi Lam Trúc, lại biết nói ra cũng bất quá là ở phát tiết chính mình cảm xúc mà thôi. Hết thảy đều đã định ra rồi, nàng vô lực thay đổi kết cục. Nàng chỉ có thể tuyệt vọng xem Lam Trúc, một chút một chút, vô lực sao? Nàng hy vọng chính mình vĩnh viễn đừng có ngừng hạ, hy vọng Lam Trúc vĩnh viễn như vậy đứng lại nàng trước mặt, không cần chết đi tiểu hoáng hùng tự hồ cũng đã nhận ra nàng như vậy hy vọng luôn luôn đều không có kêu ngừng nàng cứ như vậy cố nén mỏi mệt cố nén thủ bộ đau nhức vĩnh vô chừng mực sao tự hồ muốn sao đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa lam trúc luôn luôn như vậy lạnh nhạt xem nàng tự hồ nơi này phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn hắn thậm chí chủ động khuyên nàng buông tha cho đáng tiếc thầm nghĩ đổi lấy lãnh thủy tâm vô lực lắc đầu nàng quá mệt trận này kích trống truyền đầu đã tiến hành rồi thời gian dài như vậy, mấy ngày liền sắc đều triệt để biến đen. Thân thể của nàng đã sớm siêu gánh vác, chính là mạnh mẽ chống đỡ. Nàng tầm nhìn cũng đang không ngừng biến hẹp, chẳng sợ nàng nếu không tưởng kết thúc, nếu không tưởng nhắm mắt lại, kia đôi mắt da vẫn là không chịu khống chế chậm rãi khép lại. Sau đó nàng đột nhiên bừng tỉnh, hơi chút thức tỉnh rồi một điểm tinh lực, tiếp tục kiên trì. Như vậy gõ có bao nhiêu lâu đâu? mặc kệ có bao nhiêu lâu tổng hội dừng lại lam trúc tổng hội tử vì sao muốn cho ta như vậy tuyệt vọng vì sao này trò chơi như thế tàn khốc có hay không nhân có hay không ai có thể giúp giúp ta ta không nghĩ kết thúc không nghĩ hắn chết đáng tiếc nơi này không có khác nhân có chính là một lòng muốn chết lam trúc cùng một bên đứng xem kịch vui tiểu hoáng hùng rốt cục tay nàng chống đỡ không được cùng với cuối cùng một tiếng vô lực đánh thanh tay nàng lại cũng vô lực nắm giữ dùi trống, nhịp này bật bay đi ra ngoài. Nàng như muốn tìm trở về, lại ở đi lại trong nháy mắt phát giác thân thể của chính mình sớm đến cực hạn, chính là hơi hơi vừa động liền triệt để sụp đổ, ngồi sững ở. Nàng tinh lực cũng đến cùng. Nàng tuyệt vọng xem không người đánh cổ, muốn đứng lên lại thế nào cũng lực bất tòng tâm. Nàng hoảng sợ nhìn về phía Lam Trúc phương hướng, vui mừng nhìn đến hắn còn sống lại tại hạ một giây liền nhìn đến tiểu hoáng hùng nhích người. Nàng muốn mở to hai mắt thấy rõ, khả mí mắt cũng không chịu khống chế đem nàng tầm nhìn toàn bộ bao trùm. Không cần. Không thể như vậy kết thúc. Nàng ở trong lòng như vậy la lên. Khả thân thể của nàng lại nghe không được tiếng lòng nàng, thuận theo sinh lý quy luật trầm miên. Mỏi mệt cùng tuyệt vọng như thủy triều bình thường bao phủ nàng. Thật khờ. Cuối cùng cuối cùng nàng tự hồ nghe đến như vậy thanh âm lại phân không rõ là tiểu hoáng hùng nói vẫn là lam trúc nói dường như từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ ngủ qua thấy giống nhau nàng trầm miên thật lâu lâu đến cảm giác thân thể rung lên tứ chi vô lực đau đầu kịch liệt nàng dùng sức tạo ra ánh mắt mình rốt cục thấy được trừ hắc ám bên ngoài gì đó xanh thẳm bầu trời thời gian là ban ngày sau ta ở đâu nàng theo bản năng nghĩ khởi động thân thể của chính mình. Lúc này nàng mới phát hiện thân thể của chính mình vô cùng suy yếu cùng đói khát, dường như lập tức lại hội tiếp tục ngã xuống, Liên Tư Duy cũng đi theo không rõ ràng đứng lên. Nàng không ngừng hồi tưởng đến cùng phát sinh cái gì, đầu lại giống tương hồ giống nhau một đoàn loạn ma, cái gì cũng sửa sang không rõ. Vì thế nàng buông tha cho suy xét, đem ánh mắt chuyển hướng chung quanh. Sau đó nàng mở to hai mắt, sững sờ ở tại chỗ thân thể lại không tự chủ được đẩu. Trung quanh tràn đầy huyết sắc, hơn 10 người thi thể hoành thất thủ bát té trên mặt đất, trong đó tuyệt đại đa số đều là chặt đầu thi thể. Này đầu cũng chia tán ở các nơi, bị chỉnh dơ bẩn không chịu nổi. Lúc này trí nhớ mới rụt cuộc bắt đầu rõ ràng đứng lên, nàng ý thức được phía trước phát sinh hết thảy cũng không là mộng, mà là nhất thiết thực thực phát sinh thảm kịch. Những người khác đều đã chết. Như vậy Lam chút đâu? Lam Trúc ở đâu? Nàng không hề kết cấu chung quanh đi tới, tìm kiếm này đó thi thể. Mảnh liệt tanh tử làm cho nàng che miệng, cũng bước ra nàng sớm đè nén không được nước mắt. Tìm được cuối cùng, nàng tìm được cận có hai có đầu thi thể, một khối là trương ca, chính là theo ngoại hình thượng đã chút nhìn không ra hắn đặc thù. Hắn cả người đều bị tiểu hoáng hùng cắn thành như chân với tay. Một khác cụ là Lam Trúc, hắn chỉ có ngực một cái vết thương trí mệnh, khác bộ phận hoàn hảo không tổn hao gì, xem như tiểu hoáng hùng duy nhất nhân từ. Ít nhất, làm trúc tử rất nhanh, cũng không bị tra tấn chí tử. Lãnh thủy tâm như vậy an ủi chính mình, nước mắt lại lưu càng ngày càng hung. Nàng thống khổ ôm lam trúc thi thể, ngực trầu rỉ, như là tùy thời muốn xuyển không đi tới. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, nàng cư nhiên cảm nhận được đau lòng cảm giác, cái loại này tâm lý cùng sinh lý song trọng đau lòng làm cho nàng thở không nổi, dường như lập tức sẽ lại té xỉu. Nàng thống khổ khóc hô, hoàn toàn đánh mất suy xét năng lực. Thẳng đến xe cảnh sát đến thời điểm, nàng đều như là tự do ở tình huống ngoại, hoàn toàn vô pháp phối hợp. Nguyên lai, nàng thật sự về tới chân thật thế giới đến, thế giới này có cảnh. Sát đến thiện hậu. Vì sao, nàng những các bạn học đó đều không có thể chờ đến đâu. Nga, đúng rồi, những người đó đều bị nàng hại chết, cho nên không đợi đến. Có phải hay không cùng bọn họ cùng nhau rời đi hội tương đối hảo đâu? Ha ha, ha ha a. À. Nàng ngây ngốc cười, giống điên rồi giống nhau, quá độ đã kích nhường nàng vô pháp bảo trì thanh tĩnh. Nàng cuối cùng bị đưa đến bệnh viện, sau này lại giống như bị chuyển giao rất nhiều địa phương. Là nơi nào đâu? Nàng không nghĩ ra, cũng không muốn đi tưởng nàng chính là đắm chìm ở nhớ lại cùng tự trách bên trong vô pháp tự kềm chế. Nàng chưa từng nghĩ tới, sống một mình cư nhiên là như vậy thống khổ một sự kiện. Chẳng sợ tận lực làm nhạc, tận lực đi quên những người đó, nàng thống khổ đều không có giảm bớt nửa điểm. Mặc kệ như thế nào khai thông, nàng đều cho rằng những người đó tự có chính nàng một phần trách nhiệm. Sau này, nàng dần dần ý thức được chính mình cấp bác sĩ cũng tạo thành không tốt ảnh hưởng, liền bắt đầu tích cực phối hợp lại. Nàng tự chủ khôi phục lý trí, giả dạng là một người bình thường. Có lẽ, nàng vốn liền vẫn là một người bình thường, chính là không đồng ý đối mặt này đó, luôn luôn trốn tránh. Trường học đề nghị nàng tạm nghỉ học một đoạn thời gian. Nàng không có cự tuyệt, chỉ là muốn đi trường học thu thập một chút này nọ. Ở trống không người kia trong phòng ngủ thu thập thời điểm, nàng đột nhiên tiếp đến một cái điện thoại. Xa lạ hào nàng có chút kỳ quái thế nào còn sẽ có người tìm nàng này ôm thần, lại vẫn là tiếp nghe xong. Nguyên lai like là chuyển phát tiểu ca. Nhưng là, lại có ai sẽ cho nàng như vậy một cái đáng sợ đồ điên ký này nọ đâu. Nàng tự dễu cười cười, rốt cục rút ra một điểm tâm tư quan sát chuyển phát tương quan tin tức. Hoành! Nàng quá mức chấn kinh rồi, thình lình buông lỏng tay ra, mắt thấy chuyển phát rơi xuống thượng chỉ thấy chuyển phát đang thượng viết một cái nàng lại quen thuộc bất quá tên, ký kiện nhân. Lam Trúc. Địa chỉ còn lại là Lam Trúc chưa bao giờ hướng nàng đề cập qua một cái xa lạ địa chỉ. Không kịp suy tư, không kịp sửa sang lại cảm xúc, nàng hỉ cực mà khóc, dùng chính mình từ lúc chào đời tới nay tốc độ nhanh nhất hóa giải nổi lên bao vây. Trong bao vây gì đó thật nhỏ, nhưng đóng gói cũng rất không sai. Tự hồ là ký kiện nhân tỉ mỹ dùng các loại phòng chấn động tài liệu bao vây vài tầng. Mở ra sau, nàng mới phát hiện ký tới được này nọ so với tay nàng còn nhỏ, là một khối dùng tố phong túi bao hảo hảo cùng loại ngọc giống nhau gì đó. Cách tố phong túi, nàng có thể cảm nhận được kia khối ngọc lương lương xúc cảm tự hồ muốn thẳng tận xương tủy. Đây là ngọc sao? Lãnh thủy tâm không xác định, dù sao nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy lam thuần túy, hơn nữa là tâm hình ngọc nàng đem tố phong túi mở ra, đem ngọc phóng ở lòng bàn tay chuẩn bị cẩn thận quan sát. Mà lúc này, một cổ lương ý lũi qua lòng bàn tay nàng, còn chưa nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra, nàng liền nhìn đến kia khối màu lam ngọc kiện, cư nhiên giống thủy giống nhau dung nhập nàng lòng bàn tay, nháy mắt biến mất không thấy, nhậm nàng thế nào tìm đều tìm không thấy một tia dấu vết. Nàng thử các loại biện pháp đều vô pháp sẽ tìm ra kia khối ngọc đến. Nếu không phải kia trương chuyển phát đang còn tại, nàng suýt nữa muốn dùng vì chính mình xuất hiện ảo giác đúng rồi chuyển phát đan chuyển phát đan thượng đều có địa chỉ cùng điện thoại nàng cơ trí nghĩ tới điểm ấy hưng phấn mà theo chuyển phát đan thượng dãy số bác đi qua bác vài thứ sau bên kia tài có người tiếp nghe thanh âm là một cái tuổi có chút đại nữ tính a à di ngài hảo ta gọi lãnh thủy tâm là như vậy lãnh thủy tâm quá mức hưng phấn Bác thông mới ý thức đến chính mình không chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có thể lâm thời suy nghĩ một cái tìm từ, ta vừa lấy được một cái chuyển pháp, hình như là ta đồng học ký tới được, chuyển pháp đang thượng lưu là này giải số, ta liền đánh đi lại. Lãnh thủy tâm. Nga, đối, đối, ta nghe tiểu kha đề cập qua ngươi. Ngươi nói hắn cho ngươi ký này nọ. A di ngữ ký thập phần kỳ quái, tự hồ không tin nàng. Nhưng, tiểu kha không phải hẳn là là Lam Trúc sao? Lãnh thủy tâm nghi hoặc lại không nói ra. Đúng vậy, hôm nay vừa xong. Bất quá ta thật lâu đều không cùng hắn liên hệ, cũng không hắn dãy số liền bác chuyển phát đang thượng hào, ngài có thể nhường ta nói với hắn nói chuyện sao? Đối diện đột nhiên trầm mặt, thật lâu sau, A Di dùng đè nén thanh âm trả lời nàng, trong đó mãn hàm khó có thể đè nén khóc nước nở. Ta cũng tưởng A, à, nhưng là con ta đã qua đời A. À quả nhiên. Lam Trúc vẫn là đã chết sao? Lãnh thủy tâm ảm đạm nghĩ, đang chuẩn bị an ủi A Di, lại nghe được thập phần quỷ dị trong lời nói. Hắn đều qua đời nửa năm, di động của hắn ta luôn luôn lưu trữ, cảm tạ ngươi còn có thể nghĩ liên hệ hắn. Bất quá ngươi nói chuyển phát ta thật sự không biết. Nửa năm. Lãnh thủy tâm khoảng thời gian trước cho dù lại không thanh tĩnh cũng còn nhớ rõ thời gian trôi qua khoảng cách lần đó đáng sợ trò chơi đi qua nhiều nhất hai tháng, xa không đến nửa năm. Nếu nói Lam Trúc đã qua đời nửa năm, kia kia đoạn thời gian cùng nàng ngày ngày ở chung Lam Trúc lại là cái gì đâu? Quỷ hồn sao? Nhất định có chỗ nào không đúng? Lãnh thủy tâm thu hồi chính mình bi thương, thật cẩn thận hỏi một vấn đề. A Di, ta cùng ngài xác nhận hạ, con trai của ngài tên gọi là gì A? À? Kha Lâm A, ngươi không biết sao? A Di đề phòng hỏi. Không phải, chính là lần này chuyển phát đang thượng viết là Lam Trúc. Hết thảy tự hồ càng ngày càng quỷ dị. Nửa là kỳ vọng, nửa là hoài nghi, lãnh thủy tâm cùng A Di hẹn cái thời gian gặp mặt. Cuối cùng nàng kinh ngạc phát hiện gặp mặt địa điểm đúng là A Di Gia, cũng là chuyển phát đang thượng viết cái kia địa chỉ. Nàng cũng thấy được cái gọi là Kha Lâm Di ảnh. Cùng Lam Trúc trưởng giống nhau như đúc, chính là thiếu chút hắn độc hữu khí chất nhưng ảnh chụp loại này này nọ, có thể giữ lại khí chất không nhiều lắm. Một phen nghi hoặc nói chuyện với nhau sau, nàng vẫn là không chiếm được xác định đáp án, chỉ có thể nhận vì là có người ở đùa dai. Mà Lam Trúc cùng Kha Lâm quan hệ, nàng thế nào cũng không nghĩ ra. A Di cũng nói qua, Kha Lâm cũng không có khác huynh đệ. Nói xong thời điểm, A Di sắc mặt rõ ràng không có ban đầu tốt như vậy. Vì phòng ngừa A Di hoài nghi, nàng chỉ có thể phí công rời đi. Đúng ở nàng rời đi thời điểm, góc đường tựa hồ lũi qua cái gì vậy, nàng liếc mắt một cái nhìn lại lại cái gì đều không có. Lắc lắc đầu, nàng chậm rãi đi tới, chỉ chốc lát sau đi trở về nhà ga, ở trong phòng đợi chờ đợi chính mình số tàu. Nhân gắn liền với thời gian còn sớm, nàng tọa ở chỗ ngồi thượng nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không biết trải qua bao lâu, chung quanh đột nhiên ồn ào đứng lên nàng bị bắt mở mắt ra đứng lên, thông qua mông lung mắt buồn ngủ thấy được một cái quỷ dị màn hình. Cái kia màn hình tự hồ là nổi tại phòng đợi bạch trên tường. Mà trong màn hình mặt nội dung. Bên trong cư nhiên là một cái màu đen con chó nhỏ học nhân tư thế đứng thẳng, đánh bản đen. Bản đen thượng chi chít ma mật viết tự, hấp dẫn lãnh thủy tâm toàn bộ lực chú ý chỉ có trên cùng bốn chữ. Kích trống truyền đầu. Đây là mộng sao. Vì sao? ác mộng lại bắt đầu. Lãnh thủy tâm một cái trọng tâm bất ổn, ngã ngồi trở về trên ghế ngồi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.